Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Tân Lộc, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa đồng đạo Quỳnh Thị Bạch Lê, cũng là tổng giám thị của lớp. Kính thưa ban giám thị, kính thưa toàn cả đồng đạo học viên thân kính. Thì hôm nay cũng là ngày 4 tháng 5 niên Giáp Thìn, và hôm nay cũng là ngày thứ hai của lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo được tổ chức tại nơi đây. Chúng tôi cũng được sự phân công của ban lãnh đạo lớp hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả quý vị đồng đạo cũng như quý đồng nghiệp và quý vị trong ban tổ chức, để cùng nhau chia sẻ qua một cái bài học rất là quan trọng trong cái chương trình của lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì lời nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý đồng đạo học viên thân kính, thì nơi đây năm nay vào mùa hè thì chúng ta đã nở rộ một lớp giáo lý căn bản. Thì giờ này thì theo nhận định của mình thì thấy lớp học chúng ta hết sức ấm áp, đặc biệt thì có đầy đủ các lứa tuổi, các vị lão đạo, cao niên kỹ trưởng, các vị trung niên, và bên cạnh đó thì cũng có một số các học viên trẻ còn gọi là mầm non của đạo. Thì đây cũng là một điều hết sức là quý kính. Có thể nói đây cũng là phước phần của đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Nói một cách nào đó, tre thì chưa tàn mà măng đã mọc rồi. Do đó cho nên hàng năm thì nơi đây, thì tôi nhớ không lầm thì như năm rồi có mở lớp, năm trước thì có mở, thì mình cũng có về đây để làm nhiệm vụ của mình. Và đặc biệt thì trong cái chương trình học tập thì vừa rồi cũng đến hơi sớm, thì nghe đồng đạo tổng giám thị Bình Bạch Lê cũng đã có hướng dẫn giới thiệu về đôi nét trong chương trình học tập, và đặc biệt thì qua các cái chuyên đề mà đồng đạo chúng ta tiếp thu tại nơi đây. Thì theo cái chương trình học tập, chúng ta có đến 26 chuyên đề qua các cái bài giảng. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng quý vị, chúng ta sẽ học qua cái bài giảng thứ tư, cũng là cái chuyên đề thứ tư theo cái sự sắp xếp của quyển tài liệu và chương trình học tập. Thì mỗi chuyên đề thì có thể là chúng ta có một hoặc hai hoặc là nhiều hơn các câu hỏi, để tiện vấn đề đồng đạo chúng ta mình sinh hoạt tại lớp,
để gợi mở, nhắc với nhau để mình ghi nhớ những kiến thức đã học. Và đồng thời thì trên cơ sở đó thì cú phá chúng ta có cái kỳ thi thu hoạch, gọi là kỳ thi tốt nghiệp, để tiện bề sắp xếp, để nhằm có được cái phần gọi là thi đua trong học tập. Học tập mà nếu không thi đua thì rất là buồn chán, nó cũng không kích thích được cái sự nỗ lực phấn đấu. Do đó thì có sự thi đua thì mong rằng nhất là các bạn trẻ và các đồng đạo ở lứa tuổi trung niên đó, thì đấy là nhiệm vụ của quý đồng đạo. Còn các đồng đạo cao tuổi ngồi phía trước thì những cây cao bóng cả thì theo tôi nghĩ là ngồi nghe là đủ rồi. Còn vấn đề thi đua thì để cho các bạn trẻ và các đồng đạo trung niên, để chúng ta có một cái bài thu hoạch cú phá. Thì qua bài thu hoạch ấy để mình kiểm nghiệm lại trong cái quá trình tiếp thu học tập, trong cái sự hiểu biết của mình thông qua lớp học này. Và đó cũng là cái điều mà giúp cho đồng đạo chúng ta được nhớ lâu hơn, mình hiểu nhiều hơn, để rồi chúng ta có cách nhìn đúng đắn về các cái tiến trình tu học đạo Phật giáo và hảo, để mình dựa vào đó mình hạ thủ công phu thì chúng ta làm theo không bao giờ sai được. Và đồng thời thì trong cái chương trình học tập thì gói gọn lại thì chúng ta có bốn cái vấn đề chính. Thứ nhất là về giáo chủ, thứ hai là về giáo điều, thứ ba là về giới lễ, và thứ tư là về giáo luật. Thì đây là bốn cái tiêu chuẩn cần phải có của một tôn giáo đạo Phật, nhất là trong thời kỳ cận đại. Một tôn giáo được hình thành, được tư cách pháp nhân, thì đây là bốn cái tiêu chí. Thì các ngành khách quan sẽ dựa vào cái những tiêu chí đó mà để công nhận tôn giáo Phật giáo họ chúng ta. Và hôm nay mình là người tu cũng vậy. Nếu như một tôn giáo nào ra đời mà không có vị giáo chủ, hoặc giả tôn giáo ra đời mà không có giáo điều, gọi là tôn chỉ giáo lý, hoặc giả một tôn giáo ra đời mà không có giáo luật, hoặc giả một tôn giáo ra đời mà không có giáo lễ, chỉ cần bốn điều này thôi mà thiếu một thì tôn giáo đó có thể nói là chưa hoàn chỉnh. Mà khi chưa hoàn chỉnh thì điều kiện mà để đạt kết quả cao siêu màu nhiệm theo lời giới thiệu của một cá nhân hoặc là một cái tổ chức, một cá nhân, một tổ chức trong cái giáo phái đó thì không có cơ sở để đặt niềm tin. Vì vậy cho nên hôm nay đó đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta có tư cách pháp nhân, được Đức Thầy khai sáng và đặc biệt được nhà nước công nhận, nhất là trong cái thời buổi cận đại thì giờ này thì chúng ta có đủ yếu tố đó. Cho nên trong cái vấn đề học tập qua cái giáo pháp của Phật tu nhân theo cái lời dạy Đức Thầy thì chúng ta học và học Phật trước. Bài học của chúng tôi ngày hôm nay thì cũng rơi vào bài học Phật để chúng ta hiểu, nhất là hiểu về cái vị giáo chủ của đạo mình. Thì đây cũng một trong các cái điều quan trọng, tức là một vị giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Rồi đồng thời tiếp theo nữa, nhất là buổi chiều nay thì đồng đạo chúng ta sẽ hiểu thêm về giới điều, những cái phương pháp tu hành căn bản về tu phước, tu huệ. Rồi chúng ta hiểu thêm nữa về bát chánh đạo, về luận về tứ đại trọng ân. Rồi tiếp đó là chúng ta sẽ hiểu thêm về giới lễ của đạo, xung quanh cái việc thờ cúng, nghi thức quy y, điều kiện vào đạo. Và cuối cùng thì chúng ta học về giới luật, tức là 8 điều đáng cấm và những điều mà chánh hẳn được trong giới nên làm. Thì lớp học này sẽ trang bị cho quý vị các yếu tố cơ bản nhất như chúng tôi vừa giới thiệu. Và đồng thời thì trong cái phần giáo chủ này, hôm nay mình là người tín đồ thì ít nhất chúng ta cũng phải hiểu về những cái căn bản về lịch sử của đạo Phật giáo Hòa Hảo của mình. Có hiểu được điều đó thì mình mới có đức tin đồng đạo. Mà khi mà chúng ta có đức tin, có một cái niềm tin rồi thì mình mới thực hiện theo những gì mà thầy tổ đã dạy. Còn nếu như giờ này mà trong con đường tu hành mà đồng đạo chúng ta không có đức tin, hoặc là đức tin chúng ta nó còn ít quá, thì đường tu chúng ta khó phát triển. Bởi vì xung quanh của mình hàng ngày, nào là vật chất cám dỗ, nào là cảnh vật bên ngoài cám dỗ. Con người thì nhất là thời kỳ này dễ tu nhưng mà rất là khó đắc. Dễ tu là thế nào? Tức là pháp Phật đâu đâu cũng có. Phật pháp có thể chúng ta đem về nhà của mình bất cứ lúc nào để chúng ta nghe Phật pháp. Nhưng mà thời kỳ này là thời kỳ cùng cận,
Cho nên thì thời kỳ này, như Đức Thầy dạy là thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ vương xuống thế. Cho nên lúc bây giờ thì trà tà với chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc được. Mà nếu cái giờ này mình muốn lọc lừa được tà chánh lẫn lộn, quỷ ma lẫn lộn, thì ít nhất chúng ta phải có những cái kiến thức, tri thức, hiểu đúng, nhìn đúng, thì mình mới tránh được cái cảnh, cái sự mà bị gạt lường bởi tà qua y tà ma y quái trong thời kỳ này. Do đó cho nên thời kỳ này thì chúng ta cần phải hiểu cho nó rõ ràng, nhất là về giáo chủ đạo của mình, để không khéo rồi ngày mai ngày mốt đây có một vị nào đó đứng lên xưng thầy xưng Phật, hoặc giả là có những vị nào đó mà được thế gian ca tụng là Phật chẳng hạn, rồi chúng ta lại bỏ thầy mà hùa theo những cái mới, cái lạ, cái linh, cái nghiệm đó, thì đó là cái điều hết sức là đáng tiếc trong đời tu của mình. Bởi vì hôm nay tu đạo Phật giáo hòa hảo, chúng ta có giáo lý, có giáo chủ, có giáo luật, có giáo điều, mình cứ căn cứ theo những gì mà chúng ta hiểu ở tôn chỉ giáo lý Đức Thầy để chúng ta tu. Còn những cái chuyện lạ trên xã hội thì từ xưa đến giờ thì không ít đồng đập. Thì thời gian là đạo thấy đó, quý vị ở đây thì chúng ta thấy trên không gian mạng thì lúc này việc này đình đám rồi hạ xuống, rồi ngày mai kia việc kia đình đám rồi hạ xuống, thì đó là nó thuộc về một cái quy luật. Quy luật trong cuộc sống là như vậy. Cho nên con người tu, cái quan trọng chúng ta đừng chạy theo cái thị hiếu, mà thường thì dùng những từ là đu trend đó, mà đừng có theo những cái thị hiếu người ta. Mà cái quan trọng là chúng ta phải dựa trên một cái cơ sở căn bản về tôn chỉ giáo lý Đức Thầy để chúng ta hành. Chứ nếu bây giờ này chúng ta thấy cái này lạ mình theo, rồi cái này không còn linh nghiệm nữa chúng ta không theo, rồi ngày mai ngày mốt có cái điều lạ nữa chúng ta theo nữa, thì như vậy thì rõ ràng là mình thuộc về tu theo linh nghiệm, không đạt kết quả. Mà điều này Đức Thầy đã cảnh báo rồi đồng đạo, ít ai giữ đặng chí bền, tu theo nước lớn đồng bèn thả trôi. Lúc mà có chuyện gì lạ lạ kỳ kỳ thì chúng ta lại tinh tấn lắm, còn lúc mà mọi việc bình thường gió yên sóng yên gió lặng thì chúng ta lại giải đãi. Thì tôi tin tưởng rằng lớp học này với cái kinh nghiệm nhiều năm của đồng đạo tổng giám thị và đội ngũ giáo lý viên sẽ trang bị cho quý đồng đạo chúng ta một kiến thức chuẩn, nhất là các bạn trẻ. Đây là lứa tuổi rất là dễ tiêm nhiễm, bởi vì thời buổi này là chúng ta thời buổi công nghệ đang lên ngôi, thời buổi thông tin, những cái truyền thống cổ đại thì đã dần dần đi vào trong cái kỷ niệm lịch sử quanh lãng rồi. Cho nên thì thời kỳ này nó dễ mà khó. Do đó thì cũng mong rằng đối với các bạn trẻ, khi mà tiếp cận thông tin trên không gian mạng thì chúng ta hết sức là có trí tuệ, có chính kiến. Chúng ta tránh cái trường hợp mà thầy dạy là đừng bả đâu, tin vướng nghe càng, làm ngu muội, đỏ thân cũng kiếp. Thì đó là chúng tôi cũng muốn nói thêm một số ý qua cái lời nói đầu này. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học qua cái bài số 4 với cái nhan đề là Đức Quỳnh Giáo Chủ, thân thế sự nghiệp cuộc đời của Đức Thầy. Thì bài học này thì có được bốn cái câu hỏi, ba câu thảo luận, và thường thì trong các cái chương trình thi đó thì có trong cái cỏ ôn thi đó thì sẽ có trong cái bài học này, cho nên đồng đạo chúng ta cũng lưu ý. Về tài liệu thì chúng ta sẽ học qua bốn trang, 13, 14, 15, 16. Thì trong bốn trang này thì nói chung thì tài liệu thì cũng khá chi tiết, vì chủ yếu là chúng tôi chỉ cung cấp thêm kiến thức và thêm một số câu giảng chứng minh. Bởi vì sau bài học này thì chúng ta sẽ nghe đồng đạo tổng giám thị sẽ sinh hoạt lại để đồng đạo chúng ta có được đầy đủ những dữ liệu để ghi chép đầy đủ về nhà học thuộc lòng. Quan trọng thuộc lòng nhé, học thuộc lòng thì chúng ta nhớ để chi, nhớ để biết. Vì các học viên học sinh là thấy rồi, trong quá trình học tập thì làm sao tránh khỏi thuộc lòng được, không học thuộc lòng sao biết được đồng đạo. Đây là điều kiện đương nhiên ha, học thuộc lòng để nhớ, nhớ để biết, và đồng thời học thuộc lòng để đáp ứng lại những cái nhu cầu cần thiết lớp học tại nơi đây là chúng ta có bằng thi cử. Thì chúng tôi sẽ căn cứ theo tài liệu để chúng ta trình bày, và đồng thời thì chúng ta cũng có cái giấy câu hỏi đó, thì có thể đồng đạo vừa học vừa ghi chú đi để chúng ta dễ phần tìm hiểu. Thì trong bài giảng của mình thì có câu hỏi số 7, số 6, số 7, số 8 ha. Số 6 thì trình bày thân thế sự nghiệp cuộc đời của Quỳnh Giáo Chủ. Số 7 là nêu khái quát bước trung chuyên quá đạo của Đức Quỳnh Giáo Chủ qua tìm hiểu thân thế sự nghiệp cuộc đời và bước trung chuyên quá đạo của Ngài. Đồng đạo thấy những điểm, những nét đặc trưng gì mà chúng ta tin Ngài là một vị Phật?
Câu số 8 là giải thích danh xưng Phật giáo Hòa Hảo nêu đại nét theo kiểu vô lý. Thì đại để chương trình học tập thì nó gồm các ý chính đó, thì ông đạo cứ theo dõi nha. Thì có thể là chúng tôi cũng mượn cái bảng đi để chúng ta ghi một số ý chính thôi, cái dàn bài chính thôi, để ông đạo tiện theo dõi. Ở các câu giảng chứng minh thì chúng tôi sẽ ghi một vài từ chấm chấm á, có gì đồng đạo khi thảo luận đó chúng ta ghi các ý thêm. Thì chúng ta thông qua cái phần nói đầu đi, bây giờ mình đến cái phần thứ nhất là trình bày về cái phần thân thế của Đức Thầy. Thân thế tức là nửa câu số 1 đồng đạo. Thì trong phần thân thế này thì đồng đạo căn cứ theo tài liệu trang 13 thì trong đó nó có 4 ý chính. Thứ nhất là chúng ta nói được cái ngày tháng đản sinh Đức Tôn Sư Kính Điêu. Cái thứ hai là chúng ta nhớ là lúc thiếu thời Đức Thầy như thế nào. Cái thứ ba là tuổi trắng niên Đức Thầy ra sao. Và cái thứ tư đó là tuổi trưởng thành và xung quanh những sự kiện Đức Thầy khai đạo. Đây, quý vị nhớ được 4 ý đó cái chúng ta rất là dễ học bài ha. Như vậy thì ý thứ nhất đó thì về ngày sáng, ngày tháng mà Đức Thầy đản sinh thì Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thì ở đây thì mình có thể là chúng ta cũng không cần nói đến tục danh Đức Thầy. Tục danh Đức Thầy con đương nhiên là con người ai cũng có tên, có tục danh. Thì điều kiện đó thì khách quan ngoài người ta gọi thì chuyện bình thường, bình thường trong xã hội. Nhưng mà riêng mình là tín đồ thì theo tôi nghĩ rằng để tế nhị một chút thì có thể chúng ta thông qua cái tục danh Đức Thầy á, mình chỉ đại khái là người khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Là Đức Quỳnh Giáo Chủ thôi ha. Trong quá trình viết bài đồng đạo không được viết tắt, thì chúng ta chỉ viết tắt Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo thì được, còn các cái từ ngữ khác thì chúng ta nên viết nguyên từ ha. Bởi nhất là có các bạn trẻ đang học đại học phổ thông đó thì quen viết tắt. Thì trong cái nội quy chấm bài của ban giám khảo thì mình cũng là một trong thành viên của ban giám khảo, thì chúng ta chỉ viết tắt các từ này thôi, còn những cái từ ngữ khác đồng đạo nhớ là chúng ta không được viết tắt. Như vậy thì Đức người khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo là Đức Quỳnh Giáo Chủ thì ngài đản sinh vào ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi. Thì nhằm cái ngày dương lịch đó thì ngày 15 tháng 1 năm 1920. Thì ở đây thì chúng tôi xin nói thêm năm Kỷ Mùi thì chúng ta lúc này là nó còn rơi vào năm 1919 nha. Tức là lúc bấy giờ thì giữa cái sự giao nhau giữa âm lịch và tây lịch đó thì Đức Thầy đản sinh 25 tháng 11 là gần Tết rồi. Cho nên âm lịch nó còn là năm cũ. Năm Kỷ Mùi năm cũ, cho nên năm này năm 1919. Và đặc biệt thì dương lịch thì lịch đã qua lịch mới rồi, năm mới 120. Cho nên từ cái mốc này đó thì có thể là chúng ta hiểu khi mà Đức Thầy ra đời khai đạo đó. Nếu khách quan ta nói Đức Thầy ra đời khai đạo năm ngày 19 tuổi là mình biết là nói cái mốc này. Ngày 120 đến ngày 139 thì Đức Thầy 19 tuổi. Hoặc giả Đức Thầy ra đời mở đạo là năm Đức Thầy 21 tuổi là đang nói vào cái mốc của ngày âm lịch. Chứ không có mà nói 20 hoặc là 19-20 hoặc 20-21 là không có. Hay mình phải nhớ là để, tức là nó cách với nhau giữa tây lịch và âm lịch thì có khác nhau chỗ đó. Nó có đặc biệt nghĩa đồng đạo ha. Và đồng thời thì Đức Thầy chúng ta được sinh ra tại đâu? Thì trong tài liệu có, đây tôi chỉ ghi gọn thôi. Tại làng Hòa Hảo ha. Làng Hòa Hảo thì ngày xưa đó thì nó thuộc về cái tổng An Lạc. Cho nên những cái địa danh mà khi Đức Thầy đản sinh thì không phải là đơn giản đâu. Thì làng Hòa Hảo ngày xưa đó là thuộc về tổng An Lạc, còn gọi là xã Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Còn ngày nay thì làng Hòa Hảo thì tức là cái địa danh mới ngày nay đó thì thuộc về thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì có thể mình mở ngoặc mình bàn qua cái địa dư một chút để chúng ta thấy được những cái điểm khác cái nơi Đức Thầy ra đời mở đạo. Cho nên thì thật sự thì những cái vị trí này, nhất là những cái tên gọi đó, mà khi mà tôi tìm hiểu ở trong về các cái địa dư đó thì mình thấy cũng ngạc nhiên. Mà giờ này quý vị thấy nó cũng có những cái nó hơi trùng hợp.
nói mà nói làng hòa hảo của cái tổng an lạc, là chúng ta nghe những từ ngữ này là mình cảm nhận là nó mang một cái tính hết sức là Phật giáo, đúng không? Hoặc là giờ này các bạn ở cái khu vực ở núi Cấm, thì núi Cấm là xã An Hảo, cái Thiên Cấm Sơn đó thì nó rơi vào xã An Hảo và nó rơi vào cái huyện là huyện Tịnh Biên. Cho nên nghe những từ ngữ như là Tịnh Biên rồi An Lạc rồi Hòa Hảo, An Hảo, nó có những gì đó mang một cái tính chất hết sức là trừu tượng về tâm linh, về cái con đường thánh thiện giải thoát. Và đồng thời thì ở làng Hòa Hảo, thì ở đây thì đồng đạo địa danh thì chúng ta biết rồi, nhưng mà nếu mà nhìn về một cái tổng thể thì nơi Đức Thầy Khá Đạo đó là một cái cồn. Bởi vì tôi là người ở Tân Châu, ngày xưa thì làng Hòa Hảo là Tân Châu, và mình ở xã Tân An, tức là ngày xưa là Tân An và Hòa Hảo là một trong 8 cái xã quận Tân Châu. Lúc bây giờ thì chưa có cái dòng kinh sáng, mà giờ này thì đang bắt cái cầu Tân An đó, mà mỗi khi đồng đạo về hướng đó có cầu Tân An. Cho nên thì theo mà bản đồ mà chúng ta nhìn cái địa dư đó, thì ngày xưa ông cha chúng ta cho biết rằng nơi đây gọi là Cù Lao Kết. Cù Lao Kết là gì? Nó mang hai ý nghĩa. Chữ kết là kết thúc, là kết cuộc. Đức Thầy ra đời thì trong thời kỳ cuối cùng, nào quản thân kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục. Có nghĩa rằng từ khi Đức Thầy đời mở đạo đến cái ngày cuối cùng thì không có còn một vị Phật nào nữa. Cho nên Đức Thầy mới lựa ngay cái địa danh ở Cù Lao Kết. Và Cù Lao Kết là gì? Kết thúc giữa cái sông Tiền và sông Hậu giáp với nhau, mà giờ này chúng ta thấy là ở cái Vàm Nao. Kính thưa đồng đạo, mà Đức Thầy cũng đã dạy là con sông nước chảy vòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha đó. Vì vậy cho nên nhìn ở trên bản đồ nhìn xuống đó, thì cái nơi Đức Thầy ra đời mở đạo thì nằm ở Cù Lao Kết. Cái đầu Cù Lao Kết đặc biệt nó có cái hình giống hình con quy ấy. Cái đầu ở tại thành phố Nam Vang ở nước Campuchia. Còn cái hậu thì cái đích của con quy đó là nằm ngay chỗ Cù Lao Kết mà chúng ta vừa bàn. Đấy, cho nên nó có những cái điểm hết sức là phải nói gọn là nếu nói về địa dư đó thì lại mang một cái tính chất hết sức là đặc biệt, kính thưa đồng đạo. Và điều đặc biệt hơn thì ngoài hình con quy theo cái bản đồ, thì nơi Đức Thầy ra đời mở đạo thì chúng ta thấy ở phía trước thì có Cửa Long, tức là ở đây là sông Tiền phía trước, tức là Đức Thầy dạy là xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan đó. Chữ Hà là sông, Tiên là trước. Chữ Hà Tiên mà Thầy dạy trong cái bài Thiên Lý Ca thì ngày xưa có đồng đạo chúng ta hỏi, tại là xứ Hà Tiên mà chúng ta nói lái là hiện ta, nhưng mà Thầy nói Hà Tiên là sông trước, tức là trước mặt cái nơi tổ đình Đức Thầy Khá Đạo khai ra đời mở đạo thì có con sông Tiền. Thì con sông này nếu nói về cái một trong các con sông lớn trên thế giới thì con sông Mekong bắt nguồn từ Tây Tạng. Nhưng mà theo tôi tìm hiểu lại cái nguồn gốc mà nguồn nước có từ Tây Tạng đó, thì nước này nó cũng bắt nguồn từ cái gọi là nóc nhà thế giới, một cái dãy núi là gọi là núi Tiết Sang đó, Tiết Sơn đó, mà có một tên gọi là Hy Mã Lạp Sơn đó. Mà đây là cái nơi mà ngày xưa Đức Phật đã thành đạo, đã ra đời mở đạo và thành đạo. Thì đồng đạo nghe cái đề tài sự lịch sử Đức Phật thì đồng đạo đã rõ vấn đề này rồi. Và cái trữ lượng nước này được qua Tây Tạng và đổ qua các nước như Myanmar rồi Lào rồi luôn xuống ở Campuchia và đã ra đến Việt Nam chúng ta. Thì lúc đầu khi vào miền Tây Nam Bộ thì chia thành hai ngánh Tiền và Hậu. Hai ngánh này, tức là hai ngánh ở trên xuống thì sẽ bao gồm cái Cù Lao Kết, tức là bọc đích cái làng Hòa Hảo. Rồi từ đó đi xuôi dòng ra và đổ ra biển bằng chín ngánh. Cho nên tục gọi thì ở đây là sông Cửu Long. Và đặc biệt thì trong sách có câu đó, tức là thủy bắc tại thâm hữu long tắc linh, có nghĩa là nước không cần sâu, mà nếu nước đó có rầm đó là nước linh thiêng. Như vậy thì nước, cái vùng nước nó cũng liên quan đến tỉnh Vĩnh Long chúng ta ở đây. Thì nước này không sâu lắm, nếu mà nói về độ sâu không sâu lắm, nhưng mà có đến 9 rồng. Cho nên nếu mà nói theo sách đó, thì đây là dòng nước linh thiêng. Cho nên Đức Thầy Khá Đạo là Thầy lựa những cái nơi đặc biệt đồng đạo. Rồi ngoài phía trước là Cửu Long thì mặt hậu lại có Thất Sơn. Thất Sơn chúng ta quen gọi là Thất Sơn Màu Nhiệm, tức là cái vùng núi ở hai cái tỉnh Truy Tôn và Tịnh Biên. Thì ở vùng núi này có trên dưới như vậy là 37 ngọn núi, nhưng mà đặc biệt trong đó thì vào thời Chúa Nguyễn thì đã đặt tên là đã chọn Thất Sơn là 7 cái ngọn núi. Cho nên thực tế là Thất Sơn 7 ngọn núi. Ví dụ như là Anh Vũ Sơn rồi Ngũ Hồ Sơn, Thiên Cẩm Sơn, rồi Liên Hoa Sơn, Thủy Đài Sơn, Phụng Hoàng Sơn. Thì 7 ngọn núi này
rải rác từ ở cái địa đầu ở núi núi Két đi sâu vào bên trong. Nhưng mà chúng ta hiểu về cái sự còn về lý đó, thì bảy con núi này thì biểu hiện cho một sự thịnh vượng. Bởi vì trong sách cũng cho biết rất rõ, sơn bắc tại cao, hữu tiên tắc danh. Núi không cần cao mà nếu nói núi đó có tiên Phật ra đời, núi có danh. Mà trong vùng Thất Sơn thì nổi trội nhất là trường hợp của Đức Phật Thầy Tây An khai sát đạo, như vừa rồi đồng đạo Bùi Thanh Sang cũng đã có nhắc đó, thì về cái lịch sử Đức Phật Thầy cũng như các vị hoằng đạo sau ngài. Cho nên đây là một cái sự linh nghiệm mà thật sự là khó kiếm được nơi khác, có được một cái vùng địa dư nơi mà Đức Thầy ra đời mở đạo. Cho nên trong cái bài Chí Nam Nhi, Đức Thầy mới khẳng định là khí thiên liên sông núi nhiệm màu, ung đúc giống anh hùng vang bốn bể. Và đồng thời thì Đức Thầy lại xác định thêm cho chúng ta đặt trọn niềm tin. Một chỗ Thầy dạy là ngài văn chỉ đáo lai trần thế, cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam. Chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút. Trong bài trao lời của ông Táo, Đức Thầy đã dạy rất rõ. Rồi trong quyển nhị Thầy cũng dạy là nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Việt Nam chúng ta là trung ương điểm. Và từ trung ương điểm này, Đức Thầy dạy rất rõ là chuyển miền Nam Địa càng thâm diệu, lọc lẽ tà tâm sự đứng đầu. Hay hoặc là Đức Thầy xác định thêm rất rõ đó, cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh, chọn người trung hiếu. Như vậy đất nước Việt Nam là trung ương điểm trong cái ngày cuối cùng sau này. Và trung ương điểm này được Đức Thầy xác định là về Nam. Thì về Nam là về ngay cái khu vực mà chúng tôi vừa bàn, tên là khu vực của Cửu Long và Thất Sơn. Và gần hơn nữa thì Đức Thầy xác định thêm là Tây Phương trở gót quá xa đàn, thương xót Nam Kỳ lại An Giang. Hoặc giả Thầy dạy trong quyển nhất là về An Giang tỉnh sớm làng ai hay. Như vậy thì từ ở miền Nam nước Việt thì Đức Thầy đã khẳng định cho chúng ta biết rằng cái gốc là ở ngay chỗ An Giang điểm. An Giang tỉnh là điểm gốc, mà đây là cái nơi Đức Thầy rời mở đạo. Thì giờ này, ngày xưa là tỉnh Châu Đốc, mà giờ này thì thật sự là địa dư đã xoay chuyển. Cho nên thì giờ này cái nơi Đức Thầy khai đạo, tức là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân của tỉnh An Giang, thì chúng ta thấy có những cái điểm phù hợp như Đức Thầy đã tiên tri. Và ý tiếp theo muốn nói đây, thì ngoài cái địa dư mà tôi vừa bàn thì chúng ta phải thêm ý, tức là Đức Thầy đản sinh tại làng Hòa Hảo, đây là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Và ngài được sinh ra trong một gia đình Trung Nông. Chúng ta nhớ gia đình Trung Nông, con của Đức ông Quỳnh Công Bộ và Đức bà Lê Thị Nhậm. Tài liệu thì có, để tôi không cần phải ghi trên bảng, thì chúng ta đại khái như vậy. Có nghĩa rằng trường hợp mà Đức Thầy chọn cha mẹ tái sinh, như Đức Thầy xác định rất rõ là xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão, buồn sớm làng cứ ghét điên khùng. Thì một mặt là túc duyên, cũng giống như ngày xưa mà Đức Phật chúng ta với một cái biểu tượng là voi sáu ngà xuống mượn vua Tịnh Phạn Vương và hoàng hậu Ma Gia làm cha mẹ khai sinh của ngài. Trong giai đoạn mà chúng ta học lịch sử Đức Phật, chúng ta đã rõ vấn đề này rồi. Thì trường hợp Đức Thầy chúng ta cũng thế. Đức ông, Đức bà thì do nhiều tiền kiếp, theo mình nghĩ về cái nhân quả, về luân hồi, thì cũng có một túc duyên với Thầy. Cho nên hôm nay Đức Thầy mới mượn Đức ông, Đức bà để làm cha mẹ khai sinh. Nhưng mà chúng ta nhớ đây là mượn thôi. Bởi Đức Thầy xác định rất rõ cái nguồn gốc của ngài rồi. Bồng Lai điên dậy có ngôi Tây Phương Cực Lạc, hùng ngồi tò xét cái nơi đồng đạo. Hoặc là sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lan lỏi xuống hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Cho nên hôm nay cái xác Đức Thầy là tạo xác phù vân khai nhất điểm. Xác là xác giả, còn cái chân linh bên trong là khác. Mình phải nhận định điều đó để chúng ta có một cái đức tin. Do đó thì trong cái phần thân thế này, đồng đạo cũng nói luôn cái vấn đề tên tục của Đức ông và Đức bà trong cái quá trình mà chúng ta hiểu ý thứ nhất này. Rồi ý thứ hai nữa là gì? Là chúng ta trình bày về cái lúc thiếu thời thế nào. Đức Thầy chúng ta tỏ ra khác thường, đồng đạo nhớ khác à. Đức Thầy chúng ta tỏ ra khác thường trong nhiều trường hợp ha. Thì tài liệu cũng có ghi trong nhiều trường hợp. Khác thường về trường hợp, cũng như là ít có nói cười, cũng không thích là tiêu khiển đờn ca hát sướng, cũng như bao nhiêu người trẻ, đứa trẻ cùng cái trang lứa. Và thường thì tìm những nơi thanh tịnh, mật tưởng trầm tư. Mình nếu mình nói về mặt bằng xã hội, một người trẻ mới ra đời mà có được những cái phẩm chất
những cái tư chất như đức thầy của mình thì trên thưa đồng đạo rất là hiếm, bởi đức thầy chúng ta bậc sinh như tri mà, chứ đâu phải là bậc học như tri, học như bất tri đồng đạo. Cho nên vấn đề này thì mình phải nhận định rõ. Và đặc biệt thì nếu nói lúc thiếu thời giữa đức thầy và đức Phật thì cũng có nhiều cái vấn đề nó trùng với nhau. Thì mình học được sự đức Phật, chúng ta biết là đức Phật ngày xưa cũng vậy, khi mà ra đời đức Phật cũng khác khác thường, có nghĩa là cũng không có thích đờn ca hát sướng trang, tức là chạy theo sự đua đòi về vật chất. Bởi vì vào thời Ấn Độ mà những đứa trẻ sinh ra mà trong gia đình quyền quý đó được ăn mặc trang sức này kia đủ thứ hết, vàng vòng châu báu ngọc ngà, nhưng đức Phật chúng ta thì vấn đề này đức Phật lại không màng đến. Thì đức thầy chúng ta cũng thế, có những cái điểm rất là trùng hợp với nhau đồng đạo. Như vậy thì đặc biệt một điều theo lời thuật lại của đức bà, thì vào cái lứa tuổi trẻ thì đức thầy chúng ta cũng có những cái điểm, phải nói gọn là có một đức tính từ bi, thương người mến Phật. Đối với con vật nhỏ thôi nhưng mà đức thầy chúng ta rất là trân trọng. Cũng giống như mà đức Phật của chúng ta khi mà đi dự cái lễ hạ điền cùng với vua cha là Tịnh Phạn Vương, thì lúc bây giờ khi mà những cái cài mà khi kéo phát lên những cái cục đất mà nó lật ngược lên đó, những con trùng ở dưới đó thì nó phải trồi lên trên. Thì khi mà con trùng nó trồi lên trên thì những con chim nó đang rình, nó đợi những con dế con trùng nó bay lên ăn con dế con trùng. Rồi những con chim bồ hâu, những con quạ lớn nó đang rình cái con chim đó, khi mà nó hạ xuống ăn con trùng thì con lớn ăn con nhỏ nữa. Rồi một số thợ săn núp ở trong rừng đợi các con diều hâu, con quạ lớn nó hạ xuống rồi dùng cung tên để sát hại. Tức là cái sự sát giết nó mang một tính chất nó liên đới với nhau. Thì đó cũng là những cái mà động vào cái lòng trắc ẩn của đức Phật chúng ta, để đức Phật chúng ta cảm nhận cuộc đời, phải nói gọn là không ngoài hai cái vấn đề, không ngoài hai từ là tàn sát, giết hại lẫn nhau. Thì đức thầy cũng vậy đồng đạo. Khi lúc ấy thì khi đề mở đạo, đức thầy chúng ta lúc còn trẻ, nhưng đức thầy rất là thương. Tôi nhớ trong một cái buổi nọ đi làm cỏ đậu, bởi ngày xưa gia đình đức ông là chúng nông, cũng là ruộng rẫy bình thường thôi, chứ cũng không phải là gia đình mà giàu có lắm, nói chung là cũng bực chung trong xã hội thôi. Và đồng thời thì trong cái lúc làm cỏ đậu đó thì có một cái con cóc nó nhảy ra. Thì thường thì những người làm cỏ mà khi gặp cóc thì bắt xỏ sâu, và đó cũng là thức ăn của những người đi làm đó, sau khi về thì làm thịt cóc để ăn bữa. Cho nên con cóc này mình nói chung là nó cũng có phước gặp đức thầy, thì đức thầy dùng cái bàn chân nhỏ nhắn đức thầy mới đạp con cóc, giấu trong bàn chân, đạp nhẹ cho mình con cóc giấu bàn chân. Thì những người kia xung quanh đi tìm, ồ thấy mấy con cóc nhảy ra nó mất tiêu rồi, thì tìm hoài không gặp. Thì khi mọi người đi xa rồi thầy mới dỡ nhẹ bàn chân và con cóc thì thoát nạn. Cho nên thì tuổi nhỏ đức thầy chúng ta đã có một cái tính hết sức là hiếu sinh đồng đạo. Rồi đồng thời về cái công việc hàng ngày thì đức thầy chúng ta tỏ ra rất là chu đáo, thích làm với gia đình lắm. Nhiều khi đi trồng mớ lúa nè, đi cất lúa nè. Mà đặc biệt bả sử ở đây thì chắc nói trồng mớ lúa chắc quý bạn trẻ không có biết đâu. Bởi giờ này gặt đặt liên hợp, còn mấy cụ thì biết rành rồi này. Ngày xưa thì lúa cất xong người ta mới trồng mớ mớ, người ta gom lên cà la người ta tuốt hoặc ta đập. Hồi đó tôi cũng biết đập tay, hồi đó đập tay sau đó mới máy tuốt. Thì đặc biệt là đức thầy mà trồng mớ lúa là thẳng hàng thẳng lối cũng như là sắt, chứ không phải mà làm một cái chuyện mà giống như là mình nói nôm na là mấy đứa trẻ làm biến đổ tháo. Thầy chúng không có, từ thở nhỏ thầy đã chặt chẽ. Và đồng thời tôi nhớ có một chuyện mà tôi lưu ý hoài, khi mà cái người hàng xóm lại nhà đứa ông mượn chiếc xe đạp, đồng đạo nhớ ngày xưa đâu có xe gắn máy, xe đạp là có quý đó. Thì đức thầy khi mà nghe nó mượn là lẹ làng đi vào trong nhà kiểm tra lại dây sên đó, dây xích đó. Ngày xưa thì xe đạp dây xích thì thường thì có thay nhớt á, tức là chắc bôi sơn, nếu không thì nó thường nó bị leo. Thì đức thầy kiểm tra coi dây sên nó có nó rít không, nếu rít thì lấy dùng dầu bôi trơn. Rồi thầy mới kiểm tra cái lốp xe đó, lốp trước lốp sau coi nó cứng không, nếu nó mềm là thầy lấy bơm, thầy bơm xong thầy dắt ra cho mượn, chứ không phải nó của tôi đâu, mượn thì không có. Nó đặc biệt trong đó. Rồi tôi nhớ có một lần nọ thì cái ghe của đức ông đó cho một cái người hàng xóm đó mượn đi chở hàng. Thì thối thường thì mượn xong đó thì cái người mà trả ghe là phải quét ghe cho sạch sẽ. Thì lần đó có thể là cái người mượn bất cẩn, cho nên người mượn mà vừa đi về thì đức thầy chúng ta lui cui cầm cái thùng xuống dưới rửa ghe sạch sẽ. Cái một hồi đức ông nói khen là ơi, cái người mượn cái chiếc ghe nhỏ bữa nay nó tốt quá, quét dọn sạch sẽ. Nhưng đức ông biết, đức bà biết cái chuyện đó chỉ đức thầy làm, chứ không phải là cái người mà họ mượn họ làm.
Cho nên những cái hành động cử chỉ đó thì thật sự là theo tôi nghĩ là từ nhỏ nó đã có một cái tư chất, Đức Thầy chúng ta có một cái tư chất từ bi, tư chất hoàn chỉnh về mọi phương diện đồng đạo á, chứ không phải là một con người bình thường chúng ta nghĩ đâu. Tôi nói ví dụ về quý chú quý cô mà giờ mình làm cha làm mẹ đúng không, mà quý chú quý cô mà khi sinh con mà ra đó, những đứa con nào mà nó có những cái tư chất tốt đẹp hiền từ từ thời nhỏ đó, quý cô hình dung đó, từ đó là càng ngày càng lớn khôn nó sẽ có những cái sự biểu lộ rất là tốt đẹp, rất là kỹ lưỡng về mọi phương diện trong cuộc sống làm ăn cũng những kinh tế. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi muốn mở ngoặc nói thêm ý thôi. Trong cái đề làm bài đồng đạo không cần phải nói ý đó, chúng ta chỉ cần y tài liệu bổ sung một ý nhỏ đó rồi. Và đồng thời lúc cái thời này thì ngoài việc khác thường thì Đức Thầy chúng ta được đi học đồng đạo. Đức Thầy được Đức Ông đưa vào trường học tập ha, học chữ quốc ngữ, được học, Đức Ông đưa vào trường học tập, học chữ quốc ngữ ở Tân Châu á. Như vậy thì đoạn đường mà chúng ta thấy từ ở làng Hòa Hảo mà về Tân Châu đó thì trên khoảng 40 km, mà thời xưa đồng đã biết đường xá giao thông phải như bây giờ đó, đường rất là khó. Lúc mà tuổi tôi lớn khôn mà tôi cảm nhận cái chỗ khó rồi, huống hồ chi đến giờ, đến mà cái thời điểm mà Đức Thầy là mới đạo trong cái giai đoạn khoảng năm 1900 khoảng 27-28 đó, lúc ngày đoạn này nè, thì đường rất là khó khăn. Cho nên thì trường hợp về giáo dục rồi về giao thông nó rất là khó khăn việc học tập. Và đặc biệt thì ngày xưa mà những người học đến đến chốn đó thì phải nói gọn là những vũ cả hoặc là những người sống ở thành thị. Còn mà ở mà bán thành thị đó, tức là nơi Đức Thầy ở nó thuộc về bán thành thị chứ không phải là thành thị đâu, lúc đó nó cũng về thu quê trong đó. Thì lúc ấy mà muốn học đến mà đến nơi đến chốn đó, có những cái văn bằng mà đi theo một cái sự phát triển trong lúc ấy thì cực kỳ hiếm. Chứ không phải như thời nay mà đối với các bạn trẻ thì trường học ở quê mình chỗ nào cũng có, đường xá thì đi xe cộ, không phải như ngày xưa. Bây giờ này thì chúng ta thấy rất là ưu ái. Và đặc biệt thì Đức Thầy chúng ta chỉ học hết bậc tiểu học thôi. Ngày xưa thì gọi là lớp nhất cái đồng đó. Ngày nay thì chúng ta mình hiểu là hết cấp 1 đó, nói dễ hiểu là như vậy đi. Và Đức Thầy còn cũng được cấp cái văn bằng tốt nghiệp, gọi là tốt nghiệp cuối cấp ha. Có cái văn bằng thì văn bằng cái này ở trên Tổ Đình đồng đạo, có thể có dịp chúng ta đi vào Tổ Đình để gặp cái văn bằng ngày xưa Đức Thầy học. Và đặt vấn đề tại sao Đức Thầy nghỉ học thì đây là do trường hợp bệnh. Cho nên khi mà đến cái lứa tuổi tráng niên đó, tuổi tráng niên của Thầy, do bệnh Đức Thầy phải nghỉ học. Và Đức Thầy chúng ta trải qua nhiều cái căn bệnh trầm kha, nhiều căn bệnh trầm kha. Nhiều danh y diệu dược cũng không chữa trị được. Danh y diệu dược cũng không trị khỏi ha. Lúc ấy Đức Ông thì phải nói gọn là rất là thương Đức Thầy. Bởi vì Đức Thầy là giàu đàn con trai thứ tư trong gia đình, nhưng mà hai người chị là nữ đó. Cho nên Đức Thầy lúc bây giờ cũng như là cậu cả trong nhà. Nếu mà chúng ta hiểu về cái phong tục của người của phong kiến thời ấy đó, thì Đức Thầy chúng ta là thuộc về con cưng đó, cậu ấm trong gia đình đồng đó. Thì khi Đức Thầy bị bệnh thì lúc bây giờ Đức Ông cực lực đưa Đức Thầy đi điều trị từ nơi này đến nơi khác. Dầu thầy hay thuốc giỏi nhưng mà không có một cái phương thuốc nào, ông thầy nào mà trị được lành bệnh Đức Thầy. Cho nên chúng ta phải khẳng định ở điều bệnh Đức Thầy là không có thuốc chữa trị đồng đó. Cho nên cũng có nhiều cái luận điệu đó thì người ta nói rằng Đức Thầy đi trị bệnh và đồng thời đi học đạo này nữa khác, thì không có. Trong quá trình đi đó không phải học đạo, mà quá trình đó là quá trình Đức Thầy chúng ta đi trị bệnh. Rồi đặt câu hỏi Đức Thầy có học đạo không? Có. Học lúc nào? Thì Đức Thầy chúng ta học ở tiền kiếp, chứ kiếp hiện tại Thầy không có học à. Khi Đức Thầy sinh ra là mọi thứ đó có sẵn đồng đạo. Cho nên Đức Thầy đã thố lộ cho chúng ta biết trong cái bài Thai Lờ Tựa đó, chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thấm. Có nghĩa là nhiều kiếp trước Đức Thầy đã học rồi, mà trong những mối chuyện bên Thầy thì Đức Thầy cũng đã thố lộ ở nhiều chỗ. Khi Đức Thầy thố lộ với ông Út
khi Đức Thầy sáng tác cái bài Diệu Pháp Văn Minh, bài này thì trên dưới mấy mươi cái điển tích, thì ông Út, tức là ông Út Đức Thầy đó, mà hỏi Đức Thầy rằng hồi đó thấy cậu Tư học trình độ không có cao, có hết tiểu học, mà sao thầy cậu Tư rành về điển tích vậy? Thì Đức Thầy mới nói là Đức Thầy đã học 500 năm về trước. Rồi một phiên thuyết giảng ở tại Cái Dầu, thì tôi còn nghe đồng đạo này, tức là ông bà của vị ấy kể tôi nghe. Và ông bà đã mất rồi, có kể vị đó nghe, vị đó kể tôi nghe là ngày xưa có dự cái phiên thuyết giảng đó. Và chính vị Đức Thầy nói Đức Thầy đã học trên dưới 500 năm. Vì vậy cho nên ở đây mình muốn nói vấn đề này để chi? Bởi vì để chúng ta đánh tan cái dư luận. Dư luận quần chúng có những cái tốt và đồng thời có những cái nó thất thiệt, nó không đúng sự thật, rồi nó sẽ phản diện những cái, tức là họ sẽ phủ nhận những cái mà có trong sự thật, để rồi họ dắt chúng ta đi vào một cái khuynh hướng khác. Vì vậy cho nên Đức Thầy thời gian đi chữa bệnh không có học, dầu rằng có lúc ông Đức Thầy gặp ông Đạo Sơm rồi đi trong vùng bảy núi để chữa trị. Bởi thời đó đồng đạo biết rằng đó, vấn đề bác sĩ và bệnh viện thì xin thưa ít, rất là hiếm. Tức là những thành thị chợ búa mới có được là bác sĩ bệnh viện thôi. Còn thường thì những cái nơi mà gọi là bán thành thị tôi vừa nói thì hiếm lắm. Cho nên thuốc thang thì thường là kiếm những ông thầy thuốc nam thuốc bắc, mà lúc ấy thì Đức ông đã hết sức là cật lực. Thì chúng ta thấy rõ, mình nói nôm na này tuổi tráng như Đức Thầy trải dài một chuỗi thời gian, nhiều cái chứng bệnh mà làm cho thầy phải sân thân xác thì xanh xao dài giọt ốm yếu. Thì có thể nói theo mà chuyện kể lại lúc ấy nhìn Đức Thầy, chúng ta nhìn cái thân hình thì rất là kiệt quệ, bởi vì đau mà chúng ta thấy xanh xanh mét mét, lại mang những chứng bệnh nó dị kỳ nữa, bệnh mà thuốc không chữa trị hết được. Và đặc biệt thì đến tuổi trưởng thành, tuổi trưởng thành tình trạng bệnh tự nhiên dứt hẳn. Đây là cái điều kỳ diệu đồng đạo, tình trạng bệnh tự nhiên dứt hẳn. Bệnh thì không có thuốc chữa trị ha, nhưng mà đến, mình nói nôm na là đến cái thời kỳ, đến cái thời kỳ thì tự nhiên thì bệnh dứt không tự nhiên hết, bởi vì đây là giai đoạn thời kỳ nó đến trong đó. Và đồng thời khi tuổi trưởng thành thì tình trạng bệnh Đức Thầy tự nhiên dứt hẳn. Lúc bây giờ Đức Thầy mới thấy cái cảnh quằn quại của non sông, bị người Pháp đô hộ, người dân thì khổ nghèo, đói khát. Lúc bây giờ người Pháp dùng chính sách ngu dân để bóc lột, cai trị dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên lúc ấy thì họ xây nhà tù nó nhiều hơn bệnh viện và trường học. Dân tộc Việt Nam chúng ta, mà nếu nói tính con số mù chữ đó là trên 90%. Có nghĩa là 100 người như vậy, trên 90 người mù chữ đồng đạo, không biết một chữ luôn á, chứ đừng nói chi mà biết được chữ A, chữ B, chữ cờ chúng ta giờ này không có, không? Vì vậy cho nên về học thức, về mặt bằng dân trí đó, thì họ muốn cho dân tộc Việt Nam chúng ta dốt để họ dễ cai trị. Rồi về bệnh tật thì được biết là một tỉnh như vậy, một huyện như vậy chỉ có một hai bác sĩ, chứ không có nhiều đồng đạo. Cho nên lúc bây giờ thì thật sự người dân đó mà nếu đau ốm thì chỉ có cách là cắn răng mà chịu, chạy tìm thuốc Tây, chạy tìm thuốc Nam, thuốc Bắc rồi cho qua lo vậy để sống thôi. Giống như là hầu như là rất là, phải nói gọn là đau ớn rất là kiệt quệ, gần như là cùng đường. Thì Đức Thầy chúng ta thấy chưa, những cái cảnh khổ như vậy với người dân và trong cái giai đoạn đất nước Việt Nam đang gặp cảnh đó, thì Đức Thầy mới lúc bây giờ Ngài mới quát nhiên đại ngộ. Quát nhiên đại ngộ, quyết cứu người dùng đạo phổ thông, thương quá sức, bắt cuồng tâm não. Thương quá sức, bắt cuồng tâm não, quyết cứu người dùng đạo phổ thông. Tông Liễu có bài giảng này đồng đạo. Và buổi chiều ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, lúc ấy thì Tây Lịch là nhằm vào ngày mùng 4 tháng 7 năm 1939. Đức Thầy lập bàn hương án cáo bằng Hoàng Thiên và chính thức khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, mở ra kỷ nguyên mới giáo dân hướng thiện. Khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo.
mở ra một kỷ nguyên mới cho dân hướng thiện. Thì đây là chúng ta thấy cái quá trình trong thân thế Đức Thầy. Và đặc biệt thì vào buổi chiều, theo tôi được biết là buổi chiều thôi, còn nếu nói ngày giờ lúc 6 giờ 7 giờ đó, tức là lúc 18 giờ hoặc 19 giờ đó thì thật sự là mình không biết. Trước đây thì không có, nhưng mà sau này thì chúng tôi nghe cũng có một số nguồn tin là Đức Thầy khai đạo vào lúc 18 giờ, 18 giờ là 6 giờ đó. Thì vấn đề này chúng ta nên xem lại. Thôi bây giờ mình cứ là buổi chiều rồi. Buổi chiều ngày 18 năm Kỷ Mão, Đức Thầy khai sát đạo Phật giáo Hòa Hảo dưới sự chứng kiến của Đức Ông, Đức Bà. Nhớ nha, và Đức Thầy lập bàn hương án cáo Hoàng Thiên. Đồng thời trong giai đoạn đó Đức Thầy đọc luôn cái bài Sứ Mạng. Bài Sứ Mạng là bài thay là tựa. Nếu nói góc độ nào đó, bài thay là tựa Đức Thầy đọc vào buổi chiều ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, và sau đó 3 năm đến ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942, khi Đức Thầy ở nhà ông Ký Giỗi, thì Đức Thầy mới viết bằng văn bản. Cho nên trong cái xuất xứ của bài thay là tựa đó, nó sẽ mang một cái điểm nhầm. Mình để là bài thay là tựa Đức Thầy chính tay ngài viết vào ngày 18 tháng 5 năm 1942. Điều này không có sai đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nếu nói như vậy là người ta sẽ nhầm. Người ta nghĩ bài này Đức Thầy viết năm 42, nhưng thật chất bài này Đức Thầy đã đọc vào buổi chiều ngày này rồi, đúng không? Cho nên bài này là phải sáng tác bài này chứ. Có thể nói là bài thay là tựa sáng được Đức Thầy sáng tác, được Đức Thầy đọc vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, và sau đó 3 năm Đức Thầy viết bằng văn bản. Để vậy người ta không hiểu nhầm, phải không? Có nghĩa là thay là tựa là được nói đầu tiên, được Đức Thầy đọc đầu tiên, bắt đầu khai đạo là có thay là tựa, chứ không phải là thay là tựa mà được viết sau đó 3 năm. Tôi nói ví dụ giờ tôi là một người không phải là thuộc Phật giáo Hòa Hảo, là một nhà nghiên cứu đi, thì khi mà tôi xem bài thay là tựa với cái chú thích hiện giờ đó, là tôi sẽ nói à, như vậy là bài thay là tựa thầy viết sau khai đạo 3 năm, nhưng thực chất thầy đã đọc vào ngày này rồi, đúng không? Cho nên vấn đề này chúng ta lưu ý nha. Có những cái thi văn của mình ở đồng đạo, theo tôi nghĩ là sau này có điều kiện đó, thì chúng ta nên tu sửa lại một số vấn đề như vấn đề tôi vừa nói đó. Đây là vấn đề người ta rất là dễ ngộ nhận. Và đồng thời thì Đức Thầy lúc ấy thì thật sự thì đồng đạo thấy lúc ấy Đức Thầy lập bàn án cáo Hoàng Thiên với cái sự chứng kiến của ông Đức Bà, thì thật sự lúc này Đức Bà thì có thể là tin, nhưng Đức Ông thì không tin, thì chúng ta biết rõ. Thì đó là cái quá trình mà Đức Thầy khai đạo bằng thân thế. Như vậy thì xin nhắc lại ở đây thì chúng tôi cung cấp thêm một số kiến thức cho đồng đạo chúng ta rõ về các ý thôi. Còn về làm bài thì đồng đạo nhớ kỹ Đức Huỳnh Giáo Chủ, người khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, Đức Huỳnh Giáo Chủ, ngài đản sinh vào ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, nhằm ngày 15 tháng 1 năm 2020 tại làng Hòa Hảo, nay thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ngài được sinh ra trong một gia đình trung năm, con Đức Ông Huỳnh Đức Bà, con Đức Ông Huỳnh Công Bộ và Đức Bà Lê Thị Nhậm. Đó là xong ý thứ nhất đản sinh. Ý thứ hai, lúc thiếu thời Đức Thầy tỏ ra khác thường trong nhiều trường hợp, không thích tiêu khiển bằng đờn ca hát sướng như bao người cùng lứa tuổi, mà chỉ tìm nơi thanh tịnh mật tưởng để trầm tư. Tuổi trăng niên Đức Thầy do trải qua thời gian bệnh, Đức Thầy phải nghỉ học ở bậc tiểu học, và tuổi trăng niên Đức Thầy là một thời gian dài với nhiều căn bệnh trầm kha, thân hình thì xanh xao dài dọt. Đức Ông cũng cật lực đưa Đức Thầy rời đây mai đó để điều trị, nhưng mà bệnh không có hết. Đến tuổi trưởng thành, tình trạng bệnh tự nhiên dứt hẳn. Đức Thầy nhìn thấy cảnh quằn quại của dân tộc đất nước Việt Nam trước cảnh thống trị của thực dân Pháp, cho nên ngài mới xác định rằng thương quá sức bắt cuồng tâm não huyết của người dùng đạo phổ thông. Và thời cơ đã đến, buổi chiều ngày 18 năm năm Kỷ Mão, nhằm ngày 4 tháng 7 1939, Đức Thầy lập bàn hương án cáo Hoàng Thiên, chính thức khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, mở ra kỷ nguyên mới giáo dân hướng thiện. Vậy là xong phần thân thế đồng đạo. Chúng ta đến phần thứ hai là về sự nghiệp cuộc đời. Nó mà giảng bài thuộc lòng rồi đồng đạo ha, nghe giảng thuộc lòng rồi. Rồi chúng ta chiều nay được sinh hoạt lại, ngày mai lên diễn đàn thì để chúng ta sinh hoạt, thì đồng đạo bao nhiêu thuộc lòng rồi ha. Sự nghiệp cuộc đời, thì để đạt mục đích cúng quy giống nồi thì tài liệu đã có đó. Để đạt mục đích cúng quy giống nồi,
Đức thầy dùng ba phương pháp cứu đời trong một lúc ha. Dùng ba phương pháp cứu đời trong một lúc. Chúng ta nhớ là trong một lúc nha. Thường thì các vị dĩ nhân ra đời thì thường áp dụng phương pháp này xong đến phương pháp nọ, như Đức thầy chúng ta thì lại khác. Thì ba phương pháp này gọi là tam độ nhất như ha, tam độ nhất như là tức là ba phương pháp cứu đời trong một lúc đó. Tam độ nhất như, nhất hay là nhất thì cũng được đồng đạo, không khác ha. Nếu chúng ta nói về từ Hán Việt, nhất hay là nhất cũng được. Rồi, phương pháp thứ nhất trị bệnh độ đời. Đây là, quý vị nhớ kỹ, đây là phương pháp tạm thời. Phương pháp này là cũng để nhằm lôi kéo trong cái quá trình về quần chúng lúc bây giờ. Và đặc biệt thì phương pháp độ đời trị bệnh độ đời của thầy thì nó có khác với những cái vị thầy thuốc bình thường trong giai đoạn đó. Khác chỗ nào? Cái thứ nhất, đến đức thầy bệnh gì thầy cũng trị hết cả. Đây là một cái điều hiếm hoi trong kim cổ đồng đạo. Bởi vì các ông thầy thì chúng ta thấy thường thì ví dụ các ông thầy mà trị về bệnh gan đi, thì ông thầy này hay bệnh gan lắm, mà bệnh khác thì chưa chắc thì chị được. Rồi một số ông thầy trị bệnh tim thì dầu là tim hở mấy quan hoặc là tim bị hẹp gì đó, thì đến các vị thầy này, các thầy này đều chữa trị hết về bệnh tim. Và giả là các vị thầy mà chuyên trị về bệnh mục thì chỉ trị bệnh mục thôi, còn các bệnh khác thì trị không hết. Nhưng mà riêng các thầy chúng ta thì có thể nói là bệnh gì cũng hết. Đặc biệt thì khi đến với thầy thì dầu bệnh cả nào, có những người có thể nói là gần như đã dừng hẳn cái sự tuần hoàn máu, tim không còn đập nữa, mà đức thầy vẫn chữa trị được nếu như người đó chưa tới số. Thì chúng ta nhớ một cái điểm khác, đó là thứ nhất ạ. Cái điểm khác thứ hai thì những cái diệu dược, những cái phương thuốc mà đức thầy đưa ra điều trị đó, thì nó không phải là những cái dược thảo khó tìm, hoặc là những cái diệu dược mà phải nói gọn là đắt giá, hoặc giả là những cái diệu dược là mang một cái tính chất là phải nói gọn là giống như là nổi tiếng từ xưa tới giờ, thì không có. Đức thầy dùng những cái phương thuốc rất là đơn giản ha. Trong pháp luật thầy dùng phương thuốc rất đơn giản. Đơn giản cũng như là lá xoài nè, lá ổi nè, lá mít nè, rồi lá xoài, lá ổi, lá mít, lá bưởi nè, rồi bông trang nè, rồi bông quan thọ nè, rồi giấy vàng, nước lã. Đấy, thì chúng ta thấy những cái dược tính này. Thì ngồi hội trường này mà nếu đồng đạo nào mà có giỏi về bên ngành y, bên đông y đó, thì những dược tính này thật sự là bây giờ này quý vị trên Google chúng ta gõ là biết à. Cái dược tính của lá xoài, lõi, lá mít, lá bưởi, bông cam, bông thọ, giấy vàng, nước lã thì đâu phải là một cái dược tính mà nó mang một tính chất đặc biệt, bệnh gì cũng hết đâu. Mà theo tôi tìm hiểu thì những dược tính này nó chỉ trị những bệnh thường đó. Nó thường là nó những cái bệnh mà chúng ta có thể nói là ngừa bệnh đó. Còn mà những cái bệnh mà cấp cứu này kia thì những dược tính này nó không phải là những cái dược thuốc mà để điều trị. Nhưng mà đến với thầy thì lại khác. Bởi vì với cái tay phục dược của thầy, với cái liều lượng gia giảm mà đứa thầy chúng ta bóc thuốc thì nó khác. Dầu những cái dược tính nó bình thường đúng không, nhưng mà khi về bàn tay của thầy, bàn tay của ông Phật, thì những dược tính này sẽ trở thành phi thường. Cũng như bây giờ mình ví dụ đi, ở làng của mình có, ở xã mình có một cái phòng thuốc nam, cũng là phòng thuốc nam này, cũng là cái những cái tủ thuốc này, kệ thuốc này như các kệ thuốc khác, nhưng mà ông thầy là bắt mạch hút thuốc lại khác. Nếu ông thầy nào mà có đức hạnh học đến nơi đến chốn thì ông thầy này hút thuốc đó trị rất là hay, có thể là 10 người lại đi hút là trị được hết bệnh khoảng 7-8, còn 1-2 trường hợp đặc biệt thì trị không hết. Còn những ông thầy mà hơi yếu một chút, yếu về trình độ, rồi lại không có đức hạnh, cờ bạc rượu trà, không có đàng hoàng tử tế, thì vị thầy này hốt thuốc uống cũng trị cũng hết nữa.
Nhưng mà 10 hết khoảng chừng 1-2, còn 7-8 không hết. Cho nên cái vị thầy hút thuốc đó mang một tính chất rất là, phải nói gọn là rất đặc biệt để quyết định vấn đề. Vấn đề đặt ra không phải là các vị thuốc này, mà vấn đề đặt ra là cái y đức của một vị thầy đó. Đấy mới là vấn đề đặt ra. Nhưng ở đây mình nói vấn đề này đến chi? Để mình thấy rõ Đức Thầy mình là Phật. Đức Thầy dùng những cái loại thuốc rất là dễ tìm, chỉ cần chúng ta xung quanh nhà là có đủ. Giờ này thì nhiều khi xung quanh nhà chúng ta mình trồng cây ăn trái nhiều, rồi đường xá phát quang bụi gặm không có còn thấy nữa. Chứ ngày xưa đồng đạo thấy hôm mà xung quanh thì lá xoài lọ lá mít lá bưởi ông trăm ông thọ thì thôi đầy dãy cả, không cần phải tốn thời gian nhiều mà kiếm tiền, không cần tốn tiền. Rồi bên đó thầy còn dùng giấy vàng nước lã rất là dễ dàng đồng đạo. Cho nên ở đây thì chúng ta hiểu vấn đề đó đang chi. Một mặt là chúng ta tin thầy là Phật, là một vị y vương như tôi vừa nói. Mặt khác là chúng ta thấy rằng cái với một cái sự đơn giản, Đức Thầy dùng những cái gì mà Ngài đã có, như Ngài dạy rất rõ nè, dưới dùng quyền diệu của tiên gia. Đồng đạo nhớ ghi cái đoạn này để chúng ta chứng minh ha. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia, đây là quyền diệu đồng đạo à, quyền diệu của tiên gia mà độ bệnh cho cả căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị trong quan mà Đức Thầy dạy trong bài Thay Lời Tựa đó. Hoạt động khác thì rất rõ là giấy vàng xé nhỏ đành rành để trên bàn Phật chí thành uống ngang, thánh thần phưởng phát hồn bay ở đâu cũng đến độ đầy chúng sanh. Thì mỗi đạo chúng ta phải có cầu dẫn chứng minh. Cho nên thì thường thì mình trong quá trình trình bày thì mình ưa có nói thêm các ý để mỗi đồng đạo chúng ta có được một niềm tin đó, và có một cái hiểu chu đáo. Bởi vì giờ này cũng có nhiều người lấy lá sọ lọ lấy mít nó bưởi ông trăm ông thọ trị bệnh. Nhưng mà đồng đạo nhớ kỹ nha, bệnh này đó, mà nếu thời buổi này bệnh hiểm nghèo đem cái thuốc này mà với cái bàn tay tầm thường của tôi và vị đó thì uống không có hết bệnh nha. Nhớ kỹ điều này. Bởi hồi đó thời corona tôi nhớ cũng có nhiều đồng đạo chúng ta nói rằng là uống cái này là trị được bệnh corona, mà cuối cùng bệnh đâu không hết mà thấy vô hũ tro cũng nhiều đồng đạo. Tức là đây là cái niềm tin sai lầm, mà niềm tin sai lầm thành niềm tin mê tín. Bởi vì mình là phàm phu mà mình so với thầy sao được đồng đạo. Vì quý vị nhớ kỹ, bàn tay của thầy á bóc cái này nè bị bệnh gì cũng hết, còn bàn tay của tôi bả vị mà bệnh nặng bóc cái này là chết chứ không hết à. Mình phải nhớ kỹ điều đó để chúng ta khẳng định ở chỗ này, để chúng ta đừng có mê tín, bởi có nhiều đồng đạo chúng ta vẫn còn kẹt ở chỗ này. Và đồng thời thì trong quá trình làm bài đồng đạo nhớ kỹ thì quý vị chúng ta phải chứng minh về trường bệnh đầu đời đó. Thầy dùng những phương thuốc đơn giản như lá sòi lọ lá mít lá bưởi bông trăng bông thọ giấy vàng nước lã mà thầy dạy là giấy vàng xé nhỏ đành rành để trên bàn Phật chí thành uống ngay, thánh thần phưởng phát hồn bay ở đâu cũng đến độ đại chúng sanh. Thì đồng đạo sau giờ nghỉ ra hỏi lại giám thị, đây không có thời gian tôi không ghi chi tiết. Hoặc giả đó thầy dạy là dưới dùng quyền diệu của tiên gia mà độ bệnh cho kẻ căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị trong quan. Như vậy thì đây là phương tiện tạm thời. Khi Đức Thầy mà trị bệnh như vậy, bệnh gì cũng hết. Lúc bây giờ gọi là tiếng lành đồn xa. Lúc ấy mình rất tiếc là không có công nghệ thông tin. Lúc đó mà có máy quay phim, mà có chụp hình, mà có Facebook, mà có Zalo, mà có TikTok, mà có YouTube đó, thì chắc có lẽ là thôi cho cả nước này tu hết, đồng đạo cả thế giới tu hết. Ông Phật thiệt đó. Mà vì ngày xưa không có công nghệ thông tin, đâu có ai biết đâu, chỉ truyền khẩu thôi. Người này hết bệnh mừng quá, về nhà truyền khẩu chàng ở làng Hòa Hảo, công tư Hòa Hảo hay lắm, bệnh gì chị cũng hết trơn, không tin tôi tới đó coi. Câu nói này tôi nghe những người cao tuổi kể lại, bởi vì mình sống ở làng Tân An mà đâu biết dùng thánh địa mà. Vì vậy cho nên từ ở đó mà dân chúng khắp nơi trong vùng càng ngày càng về đấy. Cái mục đích chính của những người đến đây là để gì? Để trị bệnh. Và đồng thời dựa vào vấn đề trị bệnh này thì Đức Thầy vừa trị bệnh và Đức Thầy vừa thuyết pháp. Bởi vì khi mà Đức Thầy trị bệnh thì đồng đạo nhớ kỹ, lúc bây giờ những cái bệnh nặng mà có thể nói là thầy chạy bác sĩ chơi, nhưng mà đến với thầy, Đức Thầy trị hết bệnh rồi, thì đối với bệnh nhân đó thì coi Đức Thầy cũng là ân nhân. Mà phải nói là ân nhân giống như cha mẹ tái sanh, không có thầy là con chết rồi thầy ơi, nhờ có thầy mà con được sống. Và Đức Thầy dựa vào tâm lý đó, con người mà mình, tôi nói ví dụ giờ tôi và quý vị chúng ta bị bệnh nặng đi, mình đến ông thầy nào đó mà ông trị mình hết bệnh rồi là mình mừng lắm đúng không? Lúc này ông thầy nói cái gì mình cũng nghe hết đó, mình đặt một niềm tin trọn vẹn. Cho nên Đức Thầy dựa vào cơ sở tâm lý đó mà lúc này Đức Thầy mới thuyết pháp để cho mọi người tu hành.
Cho nên ý thứ hai đó là Đức Thầy, cái phương pháp thứ hai là Đức Thầy thuyết pháp độ đời. Thuyết pháp độ đời. Như vậy thì Đức Thầy xác định rằng trên thì nó Phật pháp. Trên thì nó Phật pháp. Hai đoạn này liền với nhau, đồng đạo nó tách ra nha, tách ra. Trên thì nó Phật pháp cho kẻ có lòng. Trên thì nó Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn cái gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Hay hoặc đó thầy dạy rất rõ. Miệng nhếch môi đầy văn tao nhã. Miệng nhếch môi đầy văn tao nhã. Câu một thôi ha. Miệng nhếch môi đầy văn tao nhã. Hoặc giả là miệng nhỏ tiếng to văn bốn biển, lưỡi mềm lời lớn dạy đồng mây, mà tôi thầy dạy trong cái bài tức là đáp quả hằng nghe. Hay hoặc đó thầy dạy là đờn những câu nè, đờn những câu tỉ mỉ rung hồn. Đờn những câu tỉ mỉ rung hồn cho người làm giái bắt nôn cúi đầu trước vi Phật pháp. Vậy thì phương pháp thứ hai này là thuyết pháp độ đời. Khi trị bệnh độ đời, nhân có nhiều người đến gặp Đức Thầy nhờ Đức Thầy trị bệnh, thì nhân đó Đức Thầy mới thuyết pháp. Đức Thầy giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe đó. Đồng đạo nhớ kỹ, Đức Thầy giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe ha. Chúng ta nhớ cái đoạn giảng này để chúng ta chứng minh Đức Thầy thuyết pháp thuyết cái gì ha. Thì Đức Thầy giảng dạy đạo Phật, quý vị ghi thêm ý này đi cho đại chúng nghe ha. Cho đại chúng nghe đoạn thôi, nếu chúng ta chứng minh thêm nữa nó leo lời. Bởi cái đoạn này là Đức Thầy giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe, hoặc giả mở trường dạy đạo Phật. Chúng ta nói gọn đây, vào đoạn ở đây là chúng ta đang mở trường dạy đạo Phật đó, nhưng thôi chứng minh đoạn này được rồi ha. Thì lúc đó Đức Thầy mới thuyết được nhân quả, thuyết về bốn sự thật sanh lão bệnh tử. Những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, là tất cả nhân loại không sót một ai. Hoặc giả thầy dạy là luật nhân quả thật là câu viễn suốt của kim đang lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bệnh chí của ngài thông thả. Thì tùy theo đồng đạo có khả năng chúng ta cứ diễn thêm rộng một chút. Và đồng thời đó thầy mới xác định rất rõ là miệng nhếch môi đầy văn tao nhã, hoặc là đờn những câu tỉ mỉ rung hồn cho người lành giái bắt nôn cúi đầu trước quy Phật pháp. Hoặc giả là miệng nhỏ tiếng to văn bốn biển, lưỡi mềm lời lớn dạy đồng mây. Thì đồng đạo chỉ cần chứng minh một hai câu giảng là chúng ta đạt kết quả, không cần chứng minh nhiều như tôi. Thì tôi nói nhiều vậy chi, để cho đồng đạo chúng ta có kiến thức, và vì nhớ tới đâu thì chúng ta làm đến đó. Và đồng thời để rộng độ quần chúng, những nơi mà không được, những nơi mà chưa có người đến gặp Đức Thầy. Cho nên Đức Thầy xác định là kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tôi tỉnh tại nhà, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà Phật chẳng chấp, chẳng này thật khắc. Hoặc chả là viết cho Trần Hải tờ đi làm ruộng đẩy bỏ hờ theo xem. Cho nên Đức Thầy mới dùng nốt luôn cái phương pháp thứ ba là viết sấm thi độ đời. Viết sấm thi độ đời. Như vậy lúc bây giờ, lúc bây giờ để rộng độ trong hiện tại, và để truyền tải thông tin, tạo một cái nguồn cảm hứng truyền đạo ở tương lai. Cho nên Đức Thầy viết sấm thi độ đời. Và đồng thời Đức Thầy mới xác định nè, chớ nước sâu. Đồng đạo nhớ các câu giảng này để chúng ta chứng minh. Chớ nước sâu mà bị gào thưa ha. Dân đông đảo lề truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn câu mượn cây ngồi viết, đem đạo màu như hạng cho mưa đó, đặng tố trần tâm ý người xưa, chữ thậm thâm trong kinh Phật giáo, xem là trong quyển tư ha. Hoặc giả trong bài Thay Là Tựa thầy cũng dạy rất rõ, đến trung tuần tháng 8 ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực nè, mượn bút mực, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều đó biết, hầu ăn năn cải quá làm lành. Đây chúng ta hiểu là một đoạn trong bài Thay Lời Tựa. Hoặc giả Đức Thầy dạy là trong suốt ngày làm việc lây quay, dùng giấy mực, dùng giấy mực trưng bày đạo đức ha, dùng giấy mực trưng bày đạo đức. Trong bài Năm Thơ Cẩm Tú á, trong suốt ngày làm việc lây quay dùng giấy mực trưng bày đạo đức, thì chúng ta sẽ chứng minh một đoạn hoặc hai đoạn. Hãy nhớ, quan trọng là phải có chứng minh. Lớp học này sẽ trang bị cho quý vị những câu giảng thầy, buộc chúng ta học thuộc lòng.
Đây là câu hỏi để chúng ta thuộc giảng thầy ha. Và đồng thời trong quá trình đó thầy viết xong thi đó, thầy để lại cho đời gồm có mấy quyển đồng đạo? 6 quyển và trên 200 bài đấy ha. Bởi vì con số này nó không có cố định. 200 bài thi văn ha, có thể là 216, 217 cũng chừng, tùy theo cuốn thi văn. Hơn thế nữa thì thời gian sau này chúng ta được ban tôn giáo chính phủ chỉ cho phép in ấn đến đến cuối năm 42 thôi, cho nên không có được con số này, cho nên mình chỉ đại khái là trên 200 bài thôi. Vậy là gọn ha. Thì xin nhắc lại về sự nghiệp cuối đời. Thì để đạt mục đích của nguy giống nồng thì Đức Thầy sử dụng 3 phương pháp đều đòi cho một lúc: trị bệnh độ đời, thiết pháp độ đời và viết xuống thi độ đời. Thì tài liệu có đủ đâu, quý vị chỉ bổ sung thêm một số quan chứng minh được rồi. Và đặc biệt thì khi mà Đức Thầy dùng 3 phương pháp này độ đời đó, trong một thời gian ngắn thôi thì số lượng tín đồ càng ngày càng lan rộng. Lúc bây giờ thì quý vị biết rằng trong cái thời gian trên dưới phân 10 tháng, đất nước Việt Nam chúng ta nếu nói về dân số năm 1939 đó, thì lúc ấy dân số Việt Nam chỉ có chưa được 20 triệu, có hơn 19 triệu rồi. Mà lúc bây giờ người tu đạo Phật giáo và hảo lượt người đến để quy đó thì trên dưới gần 1 triệu. Cho nên dân tộc Việt Nam lúc đó là 19 triệu, chúng ta làm tròn 20 triệu đi cho dễ nhớ. 20 triệu mà tu 1 triệu, 5% đúng không? 5%. Tức là hồi đó là mình hiểu là hồi đó là 20 triệu. 20 triệu mà tu 20 triệu nè, mà cái người tu đó là trong đó là 1 triệu à. Thì nếu mà chúng ta quân bình là 5%. Rồi giờ này dân số Việt Nam chúng ta là nhiêu? Giờ mình làm tròn số là 100 triệu, mà giờ này tu nhiêu? Tu 5 triệu đó ha. Tu 5 triệu đó thì mới bằng ngày xưa nha. Mới bằng ngày lúc đó 5%. Mà nếu giờ này mà tu dưới 5 triệu là không bằng đó đó. Cho nên mình nhiều khi mình nói bây giờ mình tu đông, thật chất ra là không đông bằng lúc này đồng đạo à. Không đông đâu. Hồi đó có 20 triệu mà tu hết 1 triệu không? 1 triệu người à. Cho nên 1 triệu người này thì mình chia ra là tỷ lệ 5%. Còn giờ này là dân số Việt Nam 100 triệu. Mà nếu chúng ta tu được 5 triệu đó mới bằng hồi đó. Mà tu 4 triệu, 2 triệu là thua hồi đó. Mà giờ này theo thống kê con số biết nói đó, bằng văn bản của nhà nước đó, thì tín đồ Phật giáo hảo là chưa được 2 triệu. Chưa được 2 triệu. Tại sao chưa được 2 triệu? Dầu rằng người tu đông thật, nhưng mà do chúng ta không đoàn kết, chúng ta chia nhóm nhiều quá, cho nên là có người thì vô đạo, có người không chịu vô đạo. Chính vì lý do đó mà cái số tín đồ đó, về con số nó bị giảm sút. Đây mình nói thêm ý này thôi để chúng ta có một cái tư duy thôi. Tại không thôi mình hô hào nói giờ này tu đông lắm, nhưng thật chắc ra thua ngày xưa đồng đạo. Theo tôi nghĩ là thua ngày xưa đó, không bằng ngày xưa. Bởi vì thời ngày xưa đồng đạo biết đó, ở dân số Việt Nam chúng ta là 19 triệu mấy, thì đồng đạo thấy miền Nam mình, miền Tây đâu có nhiều triệu đâu đúng không? Miền Tây mình giỏi gì 4-5 triệu chứ gì. Đây là mình tu ước lượng thôi, chứ con số cụ thể là không biết. Nhưng mà lúc bây giờ tu đạo Phật giáo hảo 1 triệu thì chúng ta đông dữ lắm đó, họ đông lắm. Chính vì số đông này mà làm cho nhà cầm quyền đương cuộc lo sợ. Nhất là khi mà theo dõi những cái nguồn thi thơ Đức Thầy Nhất Nguyễn giảng, thì Đức Thầy có những câu giảng: tử vì nước còn ghi linh, miếu thác vì đời thanh sử danh biên. Hoặc là dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ chu quân ấy quốc. Cho nên lúc bây giờ người Pháp rất lo sợ. Tức là ngoài cái việc dạy đạo Phật để đưa con người đến chỗ giải thoát, thì bên cạnh đó Đức Thầy còn lồng ghép trong tinh thần dân tộc: thương quá sức đòi cơn giả ngọc, ta quyết định chúng tộc gian sáng. Cho nên lúc bây giờ nhà cầm quyền đương cuộc rất là sợ. Mà cái người chủ quản lúc bây giờ là thống soái toàn quyền của Nam Kỳ, ông này ông sợ cái uy tín Đức Thầy. Như vậy là nếu để ông Tư và Hảo là ở đây không được. Mới có chưa đầy một năm sau ngày khai đạo, mà giờ này tín đồ đến hàng triệu rồi. Uy tín ông này giờ này đã phủ khắp cả Nam Kỳ, mà đặc biệt là ở các tỉnh lân cận, cũng như là Sa Đéc, rồi Long Xuyên, và đông nhất ở Châu Đốc. Cho nên chính vì cơ sở đó mà lúc bây giờ thì họ bắt đầu bộc lộ ý định để tách ly Đức Thầy chúng ta ra khỏi tín đồ, nhằm ngăn chặn cao trào quy y lúc bây giờ. Cho nên đến cái phần tiếp theo thứ ba là bước trung triên quá đạo.
Kính thưa quý vị, vậy thì với những cái ý mà chúng tôi vừa nêu, thì lúc bây giờ người Pháp bắt đầu họ dở ý định để tách rời Đức Thầy ra khỏi quần chúng Phật giáo Hòa Hảo lúc bây giờ, nhằm để thu chột, ngăn chặn cái cao trào quy y. Bởi vì họ cứ nghĩ rằng khi mà rắn nó bắt đầu đó thì con rắn này không có còn hoạt động được nữa. Cho nên lúc bây giờ họ bắt đầu mới tìm cách. Do đó thì trong cái quá trình nhất là sáng tác thi thơ, thì nếu nói góc độ sáng tác xâm thi đó, để đồng đạo hiểu là Đức Thầy viết thi văn trước à, nhất là bài Lộ Chúc Cơ Quyền, bài Hố Hồ Khoan, bài Cho Đông Má Mức Ghe đó, thì chúng tôi được biết là Đức Thầy viết vào lối tháng 6, 2 tháng 6, rồi dài nữa là lối tháng 7, tháng 8. Đấy. Và đặc biệt thì về sáng giảng đó, thì Đức Thầy sáng tác cái quyển nhất đó, thì không để ngày, nhưng mà theo chúng tôi ước lượng là ở nằm khoảng tầm có mùng 10 tháng 9 đó. Quyển nhì thì Thầy để ngày là 12 tháng 9, quyển 3 thì không có ngày, quyển 4 thì ngày 20 tháng 9. Cho nên thì thi văn Thầy viết trước, sám giảng Thầy viết sau. Nhưng mà dầu sao hay trước, nó lại có hai chỗ trùng hợp. Trùng hợp là ở cái đoạn đầu, những câu giảng đầu. Câu giảng đầu của bài thi văn đầu tiên là bài Lộ Chúc Cơ Quyền. Nghe cái tựa đề Lộ Chúc Cơ Quyền là chúng ta biết rồi. Thì ở cái đoạn đầu Thầy dạy là trần thế lợi danh giấc mộng tràng, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, hỡi ai tâm trí mau tầm đạo, tầm đắng hiện từ cứu thế gian. Rồi quyển giảng đầu tiên, quyển nhất khuyên người đời tu niệm, tức là sấm giảng. Thì câu đầu tiên Thầy đã xác định là hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi về gia ca. Vậy thì hai cái đoạn đầu này mang một tính chất Đức Thầy dự báo, dự ngôn thời buổi hiện tại thế nào, thì chúng ta đã hiểu rõ vấn đề đó. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì trong cái quá trình để xác định cái những cái ý định của thống soái Tuần Nguyện Nam Kỳ, thì ý định là Đức Thầy đã nắm, đã biết. Đức Thầy biết trước đến vài tháng đồng đạo. Vì vậy nên khi mà sáng tác đến thâm thi văn, sau khi viết bốn quyển giảng, giảng với kệ ra đà bốn cuốn, ít có người khám rõ cơ quyền, lúc ấy Thầy mới viết bốn quyển giảng thôi. Thì trong phần thi văn, thì đến lối tháng 2 năm Canh Thìn, thì Đức Thầy sáng tác cái bài Dặn Dò Bổn Đạo. Ồ, đạo đang phát triển mà, mà tại sao Thầy vừa qua năm Canh Thìn đến tháng 2, đến khi mà Đức Thầy đi viếng làng Phú An, viếng làng Mỹ Hồ Đông, rồi về viếng làng Phú An, đạo lúc bây giờ đang phát mà, lúc giờ là phải nói là tín đồ càng ngày càng đông. Nhưng mà đùng một cái Thầy sáng tác bài Dặn Dò Bổn Đạo, là Đức Thầy đã biết trước. Đức Thầy là Phật, thân bằng tăng, mặc đồ bộ sòng nâu, cuộc tiến lý một bầu điều hãng. Thầy biết hết trơn cả một cái bầu trời vạn vật này, huống hồ chi người Pháp mà nó mới ý bộc lộ ý định, là Thầy đã biết được tâm ý của họ rồi. Cho nên Thầy biết trước mấy tháng Thầy mới viết cái bài Dặn Dò Bổn Đạo lối tháng 2 đồng đạo. Bởi vì từ ngày Đức Thầy viết bài Dặn Dò Bổn Đạo đến ngày Đức Thầy xa cách Bổn Đạo là trên dưới hơn 2 tháng. Và đặc biệt thì sau đó đến ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn, Đức Thầy sáng tác luôn cái bài thứ hai để dự ngôn, đó là Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Lúc đầu thì Dặn Dò, sau đó là Từ Giả. Thì rõ ràng khi mà Đức Thầy sáng tác bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi là chúng ta thấy coi như là chuyện đã đến rồi. Thì sau đó chúng tôi được biết thì bà Quận Lễ, bà này thì trước đây tức là vợ của Quận Lễ quận Tân Châu á, ngày xưa ông quận trưởng quận Tân Châu tên là Lễ, cho nên thì vợ ổng bị bệnh, nghe đâu cũng khá nặng. Thì khi Đức Thầy mở đạo thì bà từ ở trên Tân Châu xuống để nhờ Thầy điều trị. Cho nên sau đó thì bà rất ưu ái, có thể nói là bà là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà không dám ra mặt, bởi vì chồng mình là quận trưởng, làm sao mà dám thố lộ vấn đề đó. Cho nên khi nghe ông tỉnh trưởng Cao Đốc, bởi lúc bây giờ thì thống soái Toàn Quyền Nam Kỳ đó mới ra lệnh cho tỉnh trưởng Cao Đốc tìm cách để cách ly, tách rời cao trào uy của đạo Phật giáo Hòa Hảo lúc bây giờ. Thì lúc bây giờ tỉnh trưởng Cao Đốc mới mật truyền cho tỉnh ông quận Lễ là quận trưởng quận Tân Châu, tức là chuẩn bị về ông Tư Hòa Hảo ra khỏi Cao Đốc. Bà Quận Lễ bà nghe bà sợ, bà xuống cho Thầy hay. Nhưng lúc ấy Thầy đã sáng tác cái bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi rồi, có nghĩa là Thầy đã biết trước. Cho nên thật sự nói đây là mình cũng hết sức là cảm ơn bà Quận Lễ có một cái tính rất từ bi, xuống thưa Thầy: dạ thưa Thầy, theo con được biết cấp trên đó nghe chồng con nói lại là chuẩn bị dời Thầy đi xa, Thầy chuẩn bị. Thầy cười rồi đấy, tôi biết rồi. Thì lúc ấy Đức Thầy đã viết cái bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Và đặc biệt sau đó thì 12 ngày, sau đó là 11 ngày, đến ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, thì lúc bây giờ Đức Thầy chúng ta bị người Pháp dời Đức Thầy từ Tổ Đình ha, đi qua Châu Đốc. Đáng lẽ thì khi họ xuống Tổ Đình thì lúc bây giờ họ mời Đức Thầy
Cái tiếng mời ở đây nói chung nói lịch sự thôi, thật sự là chất ra họ đến họ bắt Đức Thầy chúng ta. Bắt Đức Thầy chúng ta đi mà không cần phải hẹn, không có cho đem gì theo, gấp rút lên xe đi liền. Không cho đem tư ghe tư trang theo, không cho đem gì cả. Trên tay duy nhất Đức Thầy chỉ cầm tấm giấy thuế thân. Bởi vào cái thời pháp thuộc, giấy thuế thân nó rất là quan trọng. Bởi vì người dân phải đóng thuế, mà nếu chúng ta không đóng thuế chúng ta đi ra ngoài là không được. Nó khó gì đồng đạo à, phải đóng thuế. Chúng thuế thuế thân để chi? Đi đến các cái trạm, các bót để trình là mình đã có đóng thuế. Vậy thì lúc ấy Đức Thầy trên tay chỉ cầm lấy thuế thuế thân, đáng lẽ là Đức Thầy họ nói là đưa về Tân Châu. Nhưng mà không ngờ khi lên xe họ đưa một cuốc về cho đốc luôn. Thì chúng ta thấy hôm đây cũng là cái mưu mô của họ. Lúc đầu họ nói là đưa Đức Thầy về Tân Châu đi để là tức là để dự nghỉ thôi. Nhưng mà không ngờ thì lên xe đưa luôn về cho đốc. Và sau khi ở cho đốc được 2 giờ đồng hồ, sau khi bàn bạc nghị luật một hồi thì cuối cùng thì họ đưa Đức Thầy chúng ta luôn xuống xe đét, xe rồ xăng dục chạy bảy bương đến Phước Dạng tình thương náo nức ha. Và khi đến xe đét thì lúc bây giờ họ giao Đức Thầy chúng ta cho ông cò Ba Tre. Như vậy thì ông cò Ba Tre lúc bây giờ là phó sở mật thám của tỉnh Lị Sa Đéc. Lúc bây giờ cái chức vụ này nó ngang với cái chức vụ mà chúng ta thường gọi vậy này là phó giám đốc công an tỉnh đó. Tức là ông Ba Tre lúc bây giờ là ông có chức vụ giống như là phó giám đốc công an tỉnh chúng ta, tức là về cái một cái vị một phụ trách an ninh đó. Như vậy lúc bây giờ thì giao Đức Thầy cho ông cò Ba Tre, tức là phó sở mật thám tỉnh Lị Sa Đéc lúc bây giờ, để cho ông này ông khai thác Đức Thầy, coi coi tìm cái những cái kẽ hở. Nếu mà chỉ cần Đức Thầy chúng ta thố lộ cái quá trình mà trong tinh thần yêu nước dân tộc gì đó, không biết, chính trị gì đó không biết, thì họ sẽ dựa cái đó để họ giữ Đức Thầy chúng ta. Bởi vì đang không bắt một con người đâu phải đơn giản đâu đạo. Người ta không có tội bắt người ta sao được. Cho nên lúc bây giờ thì ông cò Ba Tre ông mới là tìm cách để khai thác Đức Thầy. Nhưng bây giờ không biết dựa vào đâu, chỉ dựa vào cách là thi thơ thôi. Trong lúc ấy Đức Thầy chúng ta tuổi trẻ mà sáng tác vốn nguyện giảng và trên dưới cũng mấy chục bài thi văn làm vang danh cả các tỉnh lúc bây giờ. Trên lúc bây giờ thì ông dựa vào đây để ông khai thác. Ông mới đem một cái tập giấy, trong đó nội hàm vốn nguyện giảng các bài thi đưa đến Đức Thầy. Xác định kỹ ông có phải là tác giả của các nguyện giảng và bài thi này không. Sau khi Đức Thầy chúng ta mở xem qua một mặt thì đúng là tôi là tác giả. Ông không tin, ông nói tuổi trẻ như ông. Lúc năm Canh Thìn thì lúc ấy thì âm lịch thì thầy 20 tuổi mà dương lịch thầy 22 tuổi. Về vậy cho nên lúc bây giờ thì ông không tin. Ông nói tuổi trẻ như ông như vậy, trình độ văn hóa thì chỉ có tiểu học, làm gì ông có khả năng ông viết những cái bài thi này. Ông có nhờ ai viết giùm không? Thầy không. Cho nên để chứng thật ông là cái người mà hạ bút thần thơ đã đề khai như vậy, ông sáng tác giùm tôi một bài thơ này. Thì đây là lý do, nguyên nhân chính nếu mà Đức Thầy chúng ta hạ bút thần tôi đã đề khai sáng tác xong cái bài Sa Đéc. Và đặc biệt lại có một thêm một cái dư luận. Khi đọc cái đoạn đầu của bài Sa Đéc, nhìn cuộc thế bộn bề sống dậy, cửa thiền môn còn hỡi phá than, nương xứ xa tạm viết với đèn, tỏ tâm sự của người liễu đạo. Nghe cái này là chúng ta thấm mà. Tâm sự người liễu đạo là người đắc đạo, chứ liễu là sống đạo. Và đặc biệt thì nương xứ xa tạm viết với đèn, cho nên dư luận quần chúng cho rằng cái bài thi này Đức Thầy sáng tác ban đêm. Như vậy thì cái cuộc mà trao đổi trò chuyện này, nếu nói góc độ này là Đức Thầy viết ban đêm, mình nương theo án văn này đồng đạo. Cho nên trước quần chúng và ông cò Ba Tre, Đức Thầy sáng tác cái bài Sa Đéc, muốn lập đạo của câu thành bại sự trương truyền của khách thiền môn, khắp sáu châu nước tiếng người đồn ta chịu khổ của cho ba tánh, và được xác định ở đây Đức Thầy hạ bút như vậy, thì theo tôi nghĩ là chắc thể là buổi tối. Có nghĩa là họ cũng tìm đủ cách để khảo tra, để thẩm vấn, nhưng mà không khai thác được. Có thể là chúng ta mình nói một cách dốt đi, khai thác thẩm vấn từ sáng giờ mà chưa có xong nữa. Ông này khó quá, nói cái gì ông cũng bẻ được đó. Trên cuối cùng buộc sáng tác thi văn là cái giống mình nói nôm na là ý sau cùng. Cho nên cái thời gian đẩy dài tới buổi tối. Ê, mình nói cái gì vậy, cái mình định hình được không đó, phải không? Cho nên lúc bây giờ thì họ trông mong Đức Thầy sáng tác coi. Chỉ cần Đức Thầy chúng ta để một câu thơ, một câu văn nào nó hở thôi. Bởi vì tâm lý mà, một người mà vừa bị lính kính mời đi khỏi gia đình thì lúc này cái tâm trạng về tâm lý nó không có ổn. Mà con người chúng ta mà về tâm lý không ổn rồi thì cầm bút cũng không ổn. Nó thường bộc phát những cái ý định ở bên trong. Nhưng mà đó là chúng ta nói về những cái bậc tầm thường. Còn Đức Thầy là bậc phi thường, dầu hoàn cảnh cái nào Đức Thầy chúng ta vẫn tự như nhiên, oai phong thiên tứ, bút thần linh mượn là mượn bút tay đời.
Như vậy thì dầu ở phương diện nào Đức Thầy chúng ta vẫn tự như nhiên. Cho nên chính vì vậy mà nguyên án văn của bà Sa Đéc chúng ta tìm không có một chữ, một câu nào nói đến chính trị, nói đến vấn đề độc lập quốc gia dân tộc, mà toàn bộ Thầy nói tâm sự người liễu đạo. Thầy chỉ nói phương pháp tu hành, Thầy chỉ nói là những cái cảnh khổ, cơn giông tố, mịt mù, bụi cát, chẳng nao lòng của đấng từ bi, hoặc là chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, sửa chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc chứ chứ hưởng như ích chi. Hoặc giả Thầy dạy rất rõ đồng đạo, ông ngờ quả cho người hành đạo lúc nguy nạn, pháo chí cùng chăng, nếu bền lòng vị quả cao thăng, chẳng chặt giả bỏ lăng Phật thánh. Toàn bộ là Thầy viết những văn chương là khuyến tu, khuyên dạy người tu hành, trong đó không có cái gì mà thổ lộ những cái ý định mà mình nói nên là chống lại chế độ lúc bây giờ cả. Cho nên dựa vào cơ sở đó thì ông Cờ Ba Gia nói riêng và nhà cầm quyền đương cuộc lúc bây giờ nói chung là không có một cơ sở nào để giữ ông Tư Hoàng Hảo hết. Và theo cái quy luật lúc bây giờ, nếu bắt người ta mà không có chứng cứ để giữ người ta lại thì trong vòng một tuần lễ thả người ta thôi, tức là không giữ quá 7 ngày. Cho nên từ ở cơ sở đó mà vào ngày 18 tháng 4, tức là sau đó 6 ngày, năm Canh Thìn 1940, thì họ đưa Đức Thầy đi xuống nhà ông Hương Bộ Thạnh, ông Võ Mậu Thạnh ha, Hương Bộ ở Nhân Nghĩa, tức là gạch sò đũa, kinh sách cho đũa đó, gạch sò no ở làng Nhân Nghĩa. Như vậy thì mình đặt vấn đề tại sao họ không đưa Đức Thầy về Bà Hảo. Bởi vì dầu rằng họ không bắt lỗi Đức Thầy, nhưng mà họ không cho Đức Thầy về quê. Họ sợ Đức Thầy về Hòa Hảo thì lúc bây giờ cái ngọn lửa được nhúm lên lại sao. Cho nên họ muốn triệt tiêu mà, họ muốn thu chọt. Và đồng thời họ mới cấm không cho Đức Thầy truyền đạo trong ba tỉnh, đó là Long Xuyên, Châu Đốc và Sa Đéc. Cho nên lúc bây giờ họ mới đưa Đức Thầy luôn xuống làng Nhân Nghĩa. Thì họ nghĩ rằng khi Đức Thầy về nhà ông Hương Bộ Thạnh với sự kèm kẹp Hương Bộ Thạnh thì đạo Phật giáo Hảo đến đây là không hoạt động được. Nhưng không ngờ đến đây Đức Thầy lại viết cái bài đến làng Nhân Nghĩa, vui mừng gặp chốn hiền lương, dốc lòng mở cửa Phật đường độ dân. Họ nghĩ là đến đây họ đóng cửa, nhưng mà không ngờ họ đến đây rồi Đức Thầy nói Thầy mở cửa. Thì lúc bây giờ đưa xuống đây thật sự là cửa đóng. Nhà ông Hương Bộ Thạnh là một cái nhà xưa rộng lớn, ba cái khung cửa lớn là đóng kín hết trơn. Ông chỉ mở cái cửa bên cái trái nhà bếp. Và trong mắt của ông Hương Bộ, theo lệnh của thống soái toàn quyền Nam Kỳ lúc bây giờ, xem Đức Thầy như một tội nhân, tức là giam lỏng đồng đó. Cho nên an trí Đức Thầy ở cái nhà bếp, thì Đức Thầy chúng ta cũng rất là hoan hỷ. Nhưng mà về đây vài ngày như vậy thì lúc bây giờ bà Hương Bộ trở thành tín đồ. Cho nên thường thì quý cô thông cảm, thường thì cái tâm lý người nữ đó nó nhẹ người nam, cho nên hơi dễ tin đó. Thường thường cho nên chúng ta cũng phải biết được cái điểm yếu đó để chúng ta kỹ lưỡng một chút, nhất là về phương diện tâm linh. Vì vậy nên khi Thầy đến đâu thì những người nữ là tin trước, quy trước, nhưng Hương Bộ thì không đâu, dễ gì đồng đạo. Và được biết lúc bây giờ thì có ông cả Tăng An của chúng tôi là ông cả Đào Thành Đô, thì mình cũng có duyên sống gần cả đô. Đất của nội tôi và ông cả đô cách nhau khoảng chừng 4 dây đất, chưa được 200 mét đồng đâu, rất là gần kế bên. Cho nên thì mình cũng gặp những cô bác lớn tuổi ngày xưa có kể lại. Thì khi thời gian Đức Thầy ở tổ đình, ông cả đô là một trong 8 ăn cả, ông cả của làng của quận Tân Châu ngày xưa. Ông cả đô thì tuổi nhỏ hơn Đức Công, nhưng mà giống như là tình anh em huynh đệ các ông cả của Tân Châu thôi. Cho nên nếu nói về vai vế thì Đức Thầy kêu ông cả đô bằng thúc, bằng chú. Thì khi ở tổ đình, ông cả đô lên xuống nhưng mà chưa tu. Khi nghe Đức Thầy được người Pháp, bị người Pháp lưu cư về nhà Hương Bộ, thì lúc bây giờ ông cả đô mới hiếu kỳ đến đó để thăm Đức Thầy thế nào. Và đối với ông lần này rất là quan trọng. Trước khi đi ông nói với thân các vị là bô lão trong làng là ông đi rồi này, ông xem coi nếu mà đúng ý nguyện của ông thì ông sẽ tu theo Phật giáo Hòa Hảo. Đặc biệt một điều như vậy ông có lời hứa. Cho nên sáng ngày ông bắt đầu đi, thì đến khoảng xế chiều mới tới làng Nhân Nghĩa Cần Thơ. Thì lúc ấy thì trên đường đi ông có hai cái nguyện ước. Một là ông ước gì đêm nay được ngủ với Thầy. Hai, ông ước gì khi ngủ với Thầy, Thầy dùng cái quyền diệu, mình nói đêm nay là dùng pháp luật đó, giống như Thầy dạy là thần, giống như Đức Thầy xác định rất rõ là thần thông biến hóa dưới miền Trung ương. Thì nếu đêm nay Đức Thầy dùng thần thông mà cho ông đáp ứng được ông nhu cầu, cái nhu cầu thứ nhất là ông muốn thấy được cái gương vàng, kẻ gian ác bị gương ba thước đó, hoặc là tuốt gương vàng lên ngựa sông pha. Ông nói ông thèm thấy được cái gương vàng như thế nào. Mà Thầy thường nói kẻ gian ác bị gương ba thước. Ba thước là gì? Ba thước nó có bằng, nếu nó bằng một mét tay của mình đó, một mét mà nó có chưa được một mét. Bởi vì một thước là thước tàu, mà thước Tần Thiết Hoàng ngày xưa nó khoảng chừng ba tấc hai, ba tấc ba, mà nếu cộng lại một ba thước nó có khoảng một mét hụt.
Chứ không phải chúng ta nói ba thước là ba mét nha, không phải đồng đạo thước khác, mét khác. Thước là thước tạo, còn mét là mét tay. Cho nên giờ này chúng ta dùng mét, decimet, cm, mm, đó là thước mét của tay, nó khác với thước. Cho nên giống như thầy giáo đắc đỏ là lắc léo chi có ba tấc lưỡi đó. Cái chữ tấc lưỡi này không phải là ba tấc là một gang lưỡi, không phải. Mà ba tấc này nó có một tấc à. Ba tấc này nằm trong cái thước của tàu đó, mình cũng nói thêm vấn đề này. Và đồng thời thì ông mới có một ước nguyện là làm sao đêm nay thấy được cây gươm ba thước, và thấy được cái hiệu năng, cái hiệu ứng của một vị hoặc Phật hào quang sáng chói, ông tu liền. Thì ông có cái nguyện đó. Thì khi mà xế chiều xuống tới nhà ông Hương Bộ, thì lúc bây giờ Đức Thầy chúng ta đã đón ông cả Tăng An à. Thưa ông cả Tăng An vừa mới tới, không mời vào nhà. Vì dù sao Đức Thầy cũng là thuộc về cháu, nếu nói về tuổi tác, về cái địa vị xã hội. Cho nên lúc bây giờ thì khi mời Đức Thầy vào nhà, thì lúc bây giờ Thầy mới quay ngang nói với bà Hương Bộ, bà Bộ vào trong lấy nước để tôi mời ông cả Tăng An dùng nước. Thì bà Bộ đã làm vô trong lấy nước và đem ra và rót nước mời ông cả Tăng An. Thì Đức Thầy mới quay ngang nói, bà Bộ luôn tiện đêm nay mà lấy cái gói thảy trong cái giường tôi đó cho ông cả Tăng An ngủ với tôi. Trời ơi, nghe cháu đùa ông cả kể lại cho mình đó. Lúc giờ ông cả đô mà nghe Đức Thầy nói gì là ông tót mồ hôi nằm đó. Bởi vì những cái này là những cái tư tưởng thầm thì trong nội tâm của mình. Mà tại sao khi đến đây là thầy biết rồi, thầy biết trước trong tâm. Thì lúc bây giờ là gần như ông cả đô vừa nở vừa phục, không còn nói nhiều nữa. Thì hỏi thăm qua lo vài câu việc. Và sau đó thì đến buổi tối thì được biết rằng đó, thì đi máy đến tức đỉnh giờ tí đó, thì Đức Thầy cho ông cả đô thấy được những cái gì ông ước muốn, ông quá tội nguyện. Và sau khi ông tội nguyện rồi thì nhân cái giờ tí 12 giờ phi đêm đó, ông mới ra ngoài cái giường của ông Hương Bảo Thạnh, ông Quy Thị Đạo Phật Giáo Hoàng Hảo, quy trong vườn luôn ha, bởi trên nhà trên đóng kín cửa rồi, đi ra xe hè đi. Và ông trở vào ông ngủ tiếp. Thì khi ông trở vào thì những cái mà ông vừa thấy, những cái hiệu ứng của một vị Phật đó, thì không còn nữa. Và ông ngủ tới sáng, cái sáng ngày thì nói ông cả Tăng An đêm hôm quy lén tôi ha. Thì ông cả Tăng An cười nói, dạ thưa thầy con ngại. Thì lúc này thì Đức Thầy nói ông cả Tăng An, thôi về Tăng An đi, có nhiều người đang chờ đấy ông. Thì lúc bây giờ ông cả đô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, Đức Thầy đã đáp ứng hết những gì mình mong muốn rồi, ông mới trở về Tăng An. Và sau đó thì khi ông về đến thì các hương thân lão ấu, thì theo tôi nghĩ lúc ấy chắc có thể là cũng có ông cố ông sơ tôi ở đó, tại lúc đó thì mình là quê gốc Tăng An mà. Cho nên lúc bây giờ thì các hương thân lão ấu mới hỏi sao ông cả. Thì ông cả trả lời là tôi gặp bàn thiệt rồi, tôi tu rồi đó. Mấy ông tính sao tính, tôi tu rồi. Thì lúc ấy thì cả hầu như là các cái vị trong hương thân lão ấu, các vị bô lão đó, trở thành tín đồ Phật giáo và hảo. Cho nên giờ này thì chính vì những cái điểm đó mà làng Tăng An chúng tôi giờ này người dân tu khoảng trên 90%, hơn 10.000 tín đồ trong xã thì gần hết rồi. Nói chung là người dân trong xã tu Phật giáo hảo cũng hết rồi. Và đồng thời thì đó cũng là một cái điểm nhấn khi mà Đức Thầy chúng ta trở về đây. Và đặc biệt thì đối với ông Hương Bộ, thì ông Hương Bộ thì đâu phải dễ gì mà hàng phục được ông Hương Bộ. Cho nên hàng phục ông Hương Bộ thì phải kết hợp giữa hai yếu tố. Một là thực tế, bằng thực tế trông thấy. Và cái hai là về tâm linh. Nếu nói về tâm linh, về thực tế, thì lúc bây giờ Đức Thầy dùng quyền diệu, dùng bao bùa mà chữa trị được cái nạn nghiền áo phiện của ông Hương Bộ. Bởi vì theo bà Hương Bộ cho biết rằng Hương Bộ Thạnh là cái người nhiễm áo phiện rất là nặng. Cho nên một bữa nọ bà Hương Bộ mới than với thầy: thầy ơi thầy, lúc đầu ông nhà tôi thì tập tành theo người Pháp, hút một hai điếu cho nó vui, nhưng mà hút lâu ngày nó ghiền, cho nên lúc đầu ngày hút cử, rồi sau đó một ngày hút hai cử, giờ này là một ngày hút tới ba cử. Cho nên Đức Thầy mới viết cái bài mà cho ông Hương Bộ Thạnh đó: mùi hương phưởng phát ghẹo cùng đời, công tử sang giàu tiếp cuộc chơi, trải mặt phong trần tìm món lạ, nào dè thâm nhiễm tổn hao hơi. Thì lúc bây giờ khi mà nghe bà Bộ than như vậy, nhất là lúc bây giờ là gầy mòn thân thể, vợ buồn ngơi, tức là thân thể bây giờ ốm yếu rồi. Cho nên Đức Thầy thôi bà an tâm đi, bệnh của ông Hương Bộ tôi cách chữa trị. Thôi bây giờ nếu bà nghe lời tôi, bà đắc thấy bụng Hương Bộ, chỉ cần uống ba bùa thôi. Đức Thầy dùng từ ông bùa để chấn an về tâm lý. Chứ thật chất là ông bùa Đức Thầy dùng đâu có lạ gì đâu. Ba cái thổi với vàng, cái Đức Thầy vắn tròn lại bằng ngón tay nè. Là một ông bùa, ba thổi là ba ông bùa Thầy để cái dĩa. Thầy nói bây giờ ngày mai đó, làm sao mà bà vận động trong Hương Bộ đó, buổi sáng uống một ông bùa, buổi trưa uống ông bùa, buổi chiều uống ông bùa, là ông bộ sẽ hết cái bệnh áp phiện. Thì lúc bây giờ là bà Hương Bộ năn nỉ cả đêm đó, ông uống đó, cũng đâu có tốn tiền gì đâu.
thôi ông nghe lời thầy đi, ông bây giờ bị áp phiện nó dẫn dắt ông là tiều tỵ, nếu mà không xong, nếu không nghe lời ông mà nhiễm tiếp tục là ông không toàn tánh mạng. Thì cũng nghe lời vợ, lúc bây giờ cũng có một đức tin, cho nên thì sáng ngày bắt đầu cơn ghiền lên, uống một bùa, tức là một thỏi giấy vàng nhỏ. Tới buổi trưa cơn ghiền trở lên, uống thêm bùa nữa. Tới buổi chiều cơn ghiền lên, uống một bùa nữa. Khi uống ba bùa xong, ngủ một đêm, sáng ngày thức dậy là hết còn ghiền luôn. Cho nên đức thầy mới dạy là chán bệnh hiểm nghèo cậy Phật tiên, tâm thành phù hộ hết nạn nghiệp. Nói đến hai cái câu sau cùng bài này là dẹp mâm dẹp chiếu cho tiêu tán, theo dõi bồng lai lánh cổ thiệt. Vì vậy cho nên đây là thuốc của Phật. Còn ngày giờ này chúng ta thấy không, nếu mà một người mà nhiễm vào ma túy rồi mà muốn cai nghiện phải tốn một thời gian rất là dài. Nhưng ngày xưa đức thầy chỉ tốn có ba thổi với vàng thôi, đồng đạo, gọi là ba ông bùa thôi. Và từ đó về nói cơ sở vật lý đó, thì ông Hương Bộ là ông đã tin rồi. Trời ơi, ông này là ông gì đâu á, hồi cái bệnh ghiền áp phiện cùng với mình nhiều người lắm, đâu ai mà chối cho được. Đằng này chỉ uống có ba thỏi giấy vàng thôi mà hết bệnh rồi, ông tin rồi, nhưng mà cũng chưa tu. Cái thứ hai là về phương diện tâm linh. Thì một buổi tối nọ, lúc này là lưu ý rồi, hầu đó không lưu ý, ông ngủ thức dậy ông, nhưng mà giờ này bắt đầu suy nghĩ. Bằng đạo nhớ không, con người mà suy nghĩ khó ngủ lắm, tức là 50-50, nửa ông tu nửa không đó. Rồi ông Tư Hòa Hảo, ông này không phải là bình thường, ổng chỉ dùng có ba thỏi giấy vàng mà trị được cái bệnh ghiền áp phiện của mình, nó cực khổ. Mình ghiền cực khổ mà giờ này ổng trị, cũng là phải nói rõ là có cái tâm rồi nhưng mà chưa tu. Thì nhân một đêm nọ ngủ không được, cũng khoảng khuya đi vào phòng coi cái đức thầy ngủ ngon không, tức là giống như cũng trân trọng, mà lúc này biết trân trọng ở thầy ngủ nhà bếp. Thì lúc bây giờ khi đi vào, ông rất là ngạc nhiên khi nhìn vào phòng đức thầy, vào mùng đức thầy thì không thấy thầy nữa, mà thấy một ông lão râu bạc trắng ở trên. Đây là theo lời thuật lợi của đồng đạo giáo lý viên là Đoàn Quỳnh Lương đó đồng đạo. Bởi đồng đạo Đoàn Quỳnh Lương ngày này là ở gần nhà Hương Bộ Thạnh ngày xưa, cho nên đồng đạo Đoàn Quỳnh Lương có nhiều mẫu chuyện rất là ly kỳ trường hợp ông Hương Bộ Thạnh. Đây là tôi học ở bác Quỳnh Lương đó. Thì lúc bây giờ khi mà ông Hương Bộ ông mới nhìn trong cái mùng là gặp ông già râu bạc trắng, ông hết hồn nó chạy ơi. Như vậy là ai vào đây để tráo đổi ông Tư Hòa Hảo bằng ông già này đâu? Ông mới chạy ra cửa trước thì thấy cửa đóng kín, ra cửa sau cũng đóng kín. Ông mới quay trở lại lần nữa thì lúc bây giờ ông già hãy mất tiêu rồi. Thì lúc bây giờ ông nói tròn là cái này là Phật chứ không phải là bình thường. Mà điều này chúng ta cũng có cơ sở đồng đạo, bởi vì thầy dạy chúng ta là lão đây vân lĩnh thập Phật tôn, lãnh cân thưởng phạt chư môn giữ lạnh. Cái xác thầy thì trẻ, nhưng mà nếu nói đức thầy chúng ta thì có thừa ở đồng đạo, hiệu lão sĩ ra đời Phật tế, đem lời vàng dạy dỗ dương trần, đức thầy cũng xưng là lão đồng đạo. Hay hoặc là khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt có trong thị thiện, đức thầy chúng ta ngài có tam thân, ngài có ứng thân, tức là quá thân đó. Có thi đức thầy giả người già, giả người trẻ, giả gái chưa chồng, giả bán câu tươi, giả người bán mắm, giả người chèo đà chèo đò, giả ông lão đi ăn xin, vân vân. Cho nên chúng ta thấy đọc lại trong 49 điểm đạo luật đạo luật châu thì chúng ta cảm nhận điều này rất là hợp lý. Cho nên lúc bây giờ thì ông tá quả, sáng ngày ông quỳ, dạ thưa thầy con tin rồi, thầy cho con quy y. Thì lúc giờ thế đỡ tốt, tin quy là tốt, tin nha mới quy, mà chưa tin quy là không được. Và đức thầy nói rồi, vậy là tin quy tốt. Mà ông Hương Bộ nói dạ thưa thầy, nhưng mà con xin điều thầy. Thầy nói điều gì? Con là làm quan chức cho pháp hồi đó thì không biết lại, cho nên giờ con xin phép thầy cho con được quy y mà miễn lại. Thầy không trả lời, thầy nói để đó tôi sắp xếp. Thì chính vì đầu tiên thì ông Hương Bộ xin được miễn lại, mà chúng ta thấy con người tu mà không lại sao được đâu. Cho nên đây cũng là cái quyền mà đức thầy sắp xếp. Thì sau đó dài hôm thì lúc bây giờ cũng có nhiều người đến quy, lúc bây giờ rước đức thầy lên nhà trên, đúng với câu mà tôi nói hồi nãy, vui mừng gặp chốn hiền lương, dốc lòng mở cửa Phật đường độ dân. Mở cửa nhà lớn rồi, mở cửa nhà lớn rước thầy lên nhà trên, không còn ở nhà bếp nữa. Và lúc bây giờ thì người ở trong làng nghe tin đến tu cũng là ai, cái thầy nói thôi giờ người ta đến cũng đông, mà cái bài cúng thì không ai chép, sao cho người ta được. Thôi ông Hương Bộ, ông nghe lời tôi, ông đóng vai là tức là huấn luyện viên, tức là cái Hương Bộ dạy tới thầy huấn luyện viên là sao thầy, thì dễ thôi, người ta đến ông chép bài cúng cho người ta, hướng dẫn người ta tu. Ông bảo ở này được, ông là thơ ký mà ông là cái người rất là giỏi là về chữ nghĩa, cho nên hồi đó mà kiếm một người giỏi chữ rất là khó, làm Hương Bộ rất là giỏi chữ nghĩa. Ông nói được thầy con làm được. Thì lúc bây giờ người ta đến thì ông phát bài cúng, chép bài cúng, hồi đó đâu có máy photocopy minh như giờ đồng đạo, viết tay mà. Và đồng thời hướng dẫn người ta nào là cứu kính dân hương trước cửa quyền nè, lại làm sao. Cái mấy người đó nói ông Bộ ơi, ông hướng dẫn thì nghe hiểu rồi mà không biết lại làm sao trơn, đâu lại thử đi tôi coi. Thì lúc bây giờ ông ngượng đồng đạo, ngượng bởi vì đâu có biết lại đâu. Thầy mới cất tiếng rồi đấy,
đã lãnh làm huấn luyện viên rồi làm cho trót chứ. Nghe thầy nói hết hồn quỳ xuống lại. Cho nên từ đó thì đồng đạo thấy đây cũng là một cái quyền năng. Từ ở chỗ xin với thầy được miễn lại. Nhưng mà cuối cùng theo tôi nghĩ đồng đạo, tín đồ đức thầy mình trong cái đoạn đó ông hương bộ lại nhiều nhất. Bởi vì ngoài cái việc cúng đại hai thời đó, thì nếu một ngày mà có 5 người quy y thì hương bộ lại 5 thời. Mà một ngày có 10 người đến quy thì hương bộ lại 10 thời. Mà một ngày có 30 người đến quy thì hương bộ lại 30 thời đấy. Hướng dẫn người ta tốt. Cho nên từ đó thì chúng ta thấy đây là một cái quyền linh, cho nên hương bộ lại dữ lắm. Cho nên ở cơ sở đó đồng đạo nhớ nghe, quý vị mà có tu chúng ta đừng có giống hương bộ đồng đạo. Quý vị giống là thầy phạt đó. Chính tôi, bản thân tôi cảm nhận điều này rất rõ đồng đạo. Lúc nào mà tôi lười biếng đi thuyết giảng đó, lúc ấy hầu như tôi bị giống như thầy phạt. Lười biếng bữa nay, ngày mai, ngày mốt đi đường xa gấp 3 lần ngày nay nữa. Nếu mà chúng ta lười biếng không muốn đi, mà nếu có điều kiện em nói mà lười biếng mà giống như mình mệt quá đó, mình cũng làm biếng, nói chung mình cũng phàm phu giống đồng đạo, mình không phải làm biếng, thì tôi thấy hầu như thầy phạt tôi. Cho nên từ đó tôi không dám làm biếng nữa đồng đạo. Cho nên quý vị nhớ đừng có làm biếng nha. Đấy, chúng ta cứ cúng lại đi, biết nhiêu cúng nhiêu, mình cố gắng tập luyện. Thì đó là một cái điểm nhấn nhất mà ông Hương Bộ Thạnh trở thành tín đồ đạo Phật giáo và học. Và đồng thời thì đức thầy cũng biết được thầy ở đây không có lâu nữa. Cho nên đến ngày rằm tháng 6 tự nhiên cái đức thầy sáng tác cái bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa, vui mừng gặp chốn hiền lương, kể từ 18 tháng 4 chứ. Đức thầy mới sáng tác bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa, kể từ 18 tháng 4 canh thình lưu chữ thiện từ tới đây, cho làng Nhân Nghĩa biết thầy đem truyền mới đạo thăng mây chỉ trực. Thì đến đây thì giống như cái bài Từ Giả Bông Đồ Khắp Nơi hồi nãy ghi thể ở Hòa Hảo. Thì rõ ràng khi đức thầy sáng tác bài thế này vào ngày rằm tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 thì rõ ràng lúc giờ người Pháp bắt đầu vào đức thầy. Tại sao họ vào đức thầy? Bởi vì họ nghĩ rằng đưa đức thầy đến đây thì coi như là Phật giáo Hòa Hảo bị thu chột, không có còn phát triển. Nhưng không ngờ đưa đức thầy đến đây, nhà Hương Bộ Thạnh lại trở thành một cái mái đạo tràng thứ hai sau Tổ Đình. Chẳng những như vậy mà chính cái người được phân công giữ đức thầy mà giờ này ông này ông trở thành tín đồ, chẳng những thành tín đồ mà trở thành huấn luyện viên luôn đó chứ. Ôi ơi, chết rồi, thất vọng. Cho nên người Pháp rất là thất vọng. Chính vì cơ sở đó mà đức thầy ở đây 70 ngày. Đến ngày 29 tháng 6 năm Canh Thìn thì lúc giờ người Pháp họ dựa vào những cái thi thơ đó. Nào là khùng thời quê ngủ núi Sam còn điên chẳng có chùa âm dưới này. Nào là điên như ta điên thở tam quạng. Nào là khùng thế thờ khùng lỗ ngày ngoài giá. Cho nên họ nói ông Tư Hảo điên đó. Bởi vì thế gian nó ngộ đồng đạo, cái người điên mới xưng mình điên đúng không? Chứ cái người trí ai mà xưng mình điên? Họ dùng những cái luận điệu thế gian, họ nói ông Tư Hảo điên à. Thực tế nè, trong thi văn cái lý ông là ông xưng điên nhưng khùng nè, phải không? Điên khùng tự cảm tác nè. Cho nên chính vì lý do đó thì họ nói đức thầy bệnh à. Đây là cái cớ thôi đồng đạo, như cái cớ họ đưa đức thầy vào nhà thương Cần Thơ. Cho nên đến ngày 29 tháng 6 năm Canh Thìn, họ đưa đức thầy vào nhà thương Cần Thơ để trị bệnh điên. Ở đây 6 ngày. 5 ngày hả? Ừ, 5 ngày. Sau khi kết luận hồ sơ bệnh án thì lúc bây giờ họ nói là đức thầy điên nặng. Lúc đầu thì điên nhẹ, nhưng mà sau khi kết luận hồ sơ họ nói đức thầy điên nặng. Điên mà ở tuyến tỉnh này trị không có hết, phải đưa lên tuyến trên. Thì vì vậy nên đây là một cái cớ để họ đưa thầy đi càng xa. Lúc này họ thất vọng rồi, cho nên đến ngày mùng 4 tháng 7 năm Canh Thìn thì họ đưa đức thầy đến nhà thương Chợ Quán Sài Gòn, nay là Bệnh viện Nhiệt Đới đồng đạo, Chợ Quán Sài Gòn. Và lúc bây giờ thì đưa đến đây thì họ giao cho ông y sĩ Ngạch Đông Dương Trần Văn Tâm, chứ không phải là bác sĩ đồng đạo nhớ kỹ. Tại sao gọi là y sĩ Ngạch Đông Dương? Ông này giàu rằng cái ngạch là cái hàm y sĩ, học vị là y sĩ, nhưng mà ông là Ngạch Đông Dương, tức là y sĩ của ba nước Đông Dương lúc bây giờ, là người học binh Pháp về và được người Pháp phân công là trưởng bệnh viện của nhà thương Chợ Quán Sài Gòn lúc bây giờ. Và đặc biệt thì ông này thì đức thầy chúng ta đặt cái tên khác, cái ngạch là y sĩ Ngạch Đông Dương Trần Văn Tâm, nhưng đức thầy đặt cái danh hiệu là ông thầy thuốc. Một cái từ ngữ nó dân giả rất là dễ hiểu á, thầy thuốc. Và đặc biệt thì khi đến đây thì thường thường bệnh viện nhà thương Chợ Quán Sài Gòn là điên nặng đó, điên mà giống như là điên không có còn, không còn một chút tỉnh táo mới được đến đây, còn điên nhẹ nhẹ trị ở bệnh viện tỉnh viện huyện lên tới đây. Cho nên khi đến đây thì ông Tâm ông ấy nhạo, ông nói như vậy là cũng đã
chắc cũng xé nhiều tấm giấy thế thân của ta rồi mới được đưa đây chứ gì. Có nghĩa là giấy thế thân là cái vật quý con người, mà chỉ có người điên thật mới xé, cho người khôn ai dám xé cái vật quý này. Thì Đức Thầy cũng cười thôi. Cho nên lúc này Đức Thầy được an trí, được giam lỏng nơi đây. Và đặc biệt khi đến đây ngày trước ngày sau, Đức Thầy mới làm quen với anh gác cổng. Mà giờ chúng ta hiểu lên bảo vệ, hồi xưa nói gác cổng cho dễ hiểu. Thì khi làm quen xong thầy mới tâm sự. Theo tôi được biết ở nhà của chú ấy, chắc có người mẹ bị bệnh đúng không? Thì anh gác cổng nói, dạ thưa ông đúng rồi đâu, mẹ tôi bị mù mắt lâu rồi, thuốc thang chữa trị lắm, làm bảo vệ cái bệnh viện đó, nhưng mà không chữa được bệnh của mẹ. Cái thầy nói, nếu ông tin tôi đó, cái thầy có sẵn một chai nước lã, nếu ông tin tôi ông dùng chai nước này, ông về nhà ông cho mẹ uống một nửa, một nửa là rửa mặt, thì theo tôi nghĩ là sẽ hết bệnh mù. Thì nghe cái chuyện này khó tin lắm, nhưng mà anh làm bảo vệ này, anh thấy cái hạnh đức của thầy á, tức là cái lời nói của một con người đó có thể tạo cho đức tin cho người khác làm đâu. Thấy cái hạnh đức của thầy phải nói đáng nể, cho nên từ đáng nể đó trình là anh tin. Chứ ai mà tin người bị tâm thần đâu đồng đạo, thấy không? Mình phải hiểu vấn đề này chứ. Thật sự nếu mà Đức Thầy là tâm thần thật thì bị bệnh điên thật thì làm gì anh bảo vệ, anh gác cổng, anh tin. Nhưng mà cái hạnh đó, nó thoát ra được một cái vẻ. Mỗi con người chúng ta đồng đạo thấy rõ chứ, nó có một từ trường. Quý vị mà đến cái người gần, cái người thánh thiện đó, chúng ta thấy nó an lạc, nó có một cái dáng vẻ rồi đó. Mà khi cái người này nói ra là chúng ta đặt niềm tin. Còn cái người bất thiện, người hung ác đó, khi mà chúng ta đến chúng ta bức rứt lắm. Và đặc biệt cái người này nói ra là chúng ta ghét liền. Ông này nói thật mình cũng ghét, mà nói giả mình cũng ghét. Tức là cái từ trường là như vậy đó. Mỗi con người chúng ta nó có một cái, nếu nói theo nhà Phật là một cái hào quang, có một cái vầng sáng mà chúng tôi thường nói, cái người thiện người lành, cái vầng sáng chúng ta lúc nào cũng sáng lấp lánh bảy màu, hoặc xa hoặc gần. Còn chúng ta ác thì cái vầng chúng ta là màu đen á, thành màu xanh, thành màu những cái màu tối. Thì đấy là nó tùy theo cái nội tâm chúng ta, cái sự hoạt động hàng ngày, mà có thể nó sẽ bên ngoài nó sẽ có được một cái mình nói đâm ra là cái hơi á. Mà cái này thì rất là khó cảm nhận, chúng ta có tinh ý một chút thì đồng đạo sẽ cảm nhận điều đó. Cho nên lúc bây giờ thì khi Đức Thầy đến đó thì cái từ trường mà thầy phát ra từ trường của Phật, cho nên giúp cho cái anh gác cổng này anh an lạc lắm, ảnh tin lắm, đem về thực hiện y như lời căn dặn. Và cuối cùng thì bà mẫu bị được sáng mắt trở lại. Cho nên lúc bây giờ thì anh gác cổng ảnh rất là tin đây là một vị dĩ nhân, không phải là bình thường, nhờ chai nước lạnh mà giúp cho mẹ mình. Cho nên đó cũng là cái cơ duyên đó, mà sau này đồng đạo chúng ta từ miền Tây đến nhà thương Chợ Quán Sài Gòn thăm Đức Thầy rất là dễ, là do Đức Thầy và anh gác cổng lúc bây giờ đã có một cái tình cảm đặc biệt rồi. Và đồng thời lúc này thì ông về chỗ của ông Trần Văn Tâm. Thì lúc đầu ông nghĩ Đức Thầy là điên không ạ? Ông hầu như là không có kính trọng, tức là ông coi như những bệnh nhân khác. Nhưng mà càng ngày càng gần gũi thì với cái từ trường mà tôi vừa nói, cộng với những cái hạnh đức, thì lúc bây giờ thì ông Tâm ông lại có cái nhìn khác. Và đặc biệt một điều, ông Tâm giàu rằng người học bên Pháp rất nhiều năm, nhưng mà lúc ấy thì thật sự là ông Trần Văn Tâm ông rất là Phật giáo. Trong đầu ông thì có những cái sự học hỏi về kinh điển, nào là kinh Hoa Nghiêm, nào là Bát Nhã Tâm Kinh, nào là Kim Cang Kinh. Mà đồng đạo biết một người bình thường không học Phật, không phải là nhà nghiên cứu, mà gặp những bộ kinh này thì làm sao mà tiếp thu nổi. Cho nên trong đầu của ông Tâm lúc nào cũng có những cái sự bí lối khi mà nói về ý kinh. Thì Đức Thầy mới dựa vào ý đó. Đức Thầy chúng ta lúc này giống như gọi là vô vắng tự thiết tự nói, nhưng mà câu nói nào ra nó cũng thấm thía vào trong nội tâm của ông Tâm. Tức là nói để gợi mở, nói để tháo gỡ những cái tư tưởng mà ông Tâm không có suy nghĩ ra được. Cho nên từ đó thì ông Tâm ông mới là khẳng định là Đức Thầy là một vĩ nhân, một cái người hiền đức, hiền tài, chứ không phải là tầm thường như bao nhiêu người khác. Lúc đấy thì ông đã thầm kính nể Đức Thầy. Thì sau đó thì sau khi ông đi hội nghị với thống soái toàn quyền Nam Kỳ trở về thì ông buồn lắm đồng đạo. Ông cứ dạo dào ông buồn lắm. Thì Đức Thầy hỏi, ủa tại sao hôm nay thấy ông thầy thuốc về có cái dáng vẻ nó khác trước đây? Thôi có gì ông cứ nói vậy thôi. Thì lúc bây giờ ông Tâm mới thú thật là vừa nhận lệnh của thượng cấp phải sát hại ông Tư Hoàng Hảo, nói chung là để thủ tiêu luôn đó, coi như là không còn cái khả năng mà để sống sót, để hoạt động tôn giáo tiếp. Thì nhưng mà tôi không nỡ ra tay, bởi giờ này là tôi biết là ông là một cái người không phải là bình thường, một vị phi phàm. Thế gian này kiếm được người thứ hai nhưng không có. Chính ông Tâm xác định điều đó, cho nên ông Tâm không đành lòng xuống tay. Nhưng mà thượng cấp, cấp trên đã bảo rồi, biết làm sao. Thì Đức Thầy nói, ông cứ tự nhiên. Thì nói chung thì vấn đề này giờ này nó cũng đang xen nhiều ý. Nhất là thì chúng ta nghe những câu chuyện bên Thầy ở trên không gian mạng thì nghe là Đức Thầy uống axit. Nhưng mà theo mình tìm hiểu trong sách đó, thì không phải là axit, mà lại là một loại thuốc độc. Thì giờ thôi chúng ta tạm hiểu vậy đi, chứ giờ nếu đúng sai mình không biết sao để đúng sai thằng đó. Và đặc biệt thì đây là một cái loại thuốc gọi là cực độc.
Thì khi mà ông Tâm đưa lô thuốc này ra thì Đức Thầy giật ngang uống nửa lọ. Sau khi Thầy uống xong là ông Tâm như là bất tỉnh nhân sự, bởi vì Thầy thuốc mà biết cái tính chất của thuốc nó cực độc, chỉ cần một giọt thôi đủ cướp mạng sống con người. Mà đằng này ông Tư Hòa Hảo uống nửa lọ, rồi coi như là xong. Ông Tâm nói rồi là hết cứu, hết cứu mà đâu có cản được. Và ông cũng không có thể ở đó được, bởi vì khi mà độc tính nó phát tán ra nó sẽ hành hạ xác thịt, phải nó rất là đau đớn, đau khổ đến lúc mà tắt thở. Cho nên ông Tâm ông mới bỏ ra ngoài, không thể nào nhìn thấy một cái vị mà mình rất là trọng, một vị hiền đức hiện tại mà lại quằn quại trước cái sự hành hạ của độc dược. Thì khi ra ngoài xong ông trở vào, ông nghĩ là trở vào thì chỉ còn cái xác thôi, nhưng mà không ngờ ông trở vào Đức Thầy chúng ta nằm ở trên giường bệnh. Thầy bực ngồi vậy, nói cảm ơn thầy thuốc cho uống loại thuốc bổ tôi ngủ giấc quá ngon. Rồi lúc này là coi như là ông Tâm ổng là bất tỉnh nhân sự luôn đó, không có còn biết được, bởi có những cái nó đi ngược cái ý tưởng của mình, coi như lúc giờ ổng không ngờ. Thì luôn đó thầy nói, thay tôi được biết rằng bà nhà bệnh lâu đúng không? Thì ông Tâm nói dạ thưa, ông nói làm tôi thổ thẹn, thân là trưởng bệnh viện nhà thương Chợ Quán Sài Gòn mà vợ tôi bị bệnh bại liệt năm nay nhiều năm, khổ sợ lắm ông ơi. Cái thầy nói bây giờ nếu ông tin tôi đó, ông đem lọ thuốc này nè, ông về còn nửa lọ nè, ông đeo cho bà nhà uống đi, bà nhà hết bệnh. Thì lúc giờ giống như người bị điển nguyệt á, nghe nói vậy đem lọ thuốc về, nhưng mà về tới nhà tỉnh ở bệnh viện thì lúc đó giống như là bị Đức Thầy làm cái là sợ luôn á. Nhưng mà về tới nhà tỉnh mà kể hết cái mẫu chuyện giống tôi kể bị nghe nãy giờ cho vợ nghe. Thì lúc bây giờ ông Tâm nói thiệt với bà, đến giờ này tôi mới tin là ông Tư Bảo là Phật đó bà. Mà tôi nói bà biết nè, thôi bà thông cảm, dầu bệnh bà nặng nhưng bà còn sống, ông Tư Hòa Hảo ông là Phật, dầu rằng độc dược nhưng mà nó cũng thành thảo dược, diệu dược, ẩu không có sao. Còn bà là phàm phu uống một giọt là bà chết, không hồ chi mà nửa lọ này, thôi bà thương tôi đừng có uống. Thì lúc bây giờ nghe chồng nói như vậy hợp lý, nhưng mà bà mới nhắc lời chồng, tôi cũng không biết ông Tư Hòa Hảo là ông nào luôn, tôi chỉ thường nghe ông kể lại mỗi khi ông về với tôi ở bệnh viện về ông kể. Nhưng mà một điều tôi tin, ông tin ông Tư Hòa Hảo là Phật thì tôi cũng tin ông Tư Hòa Hảo là Phật. Mà Phật hầu đó giờ có giết người đâu ông, Phật cứu người không ạ. Thôi bây giờ hai vợ chồng mình đồng tin ông Tư Hòa Hảo là Phật thì Phật dạy làm sao mình làm như vậy. Thì lúc bây giờ thì bà mở lọ thuốc uống, thì ông rất là ngậm ngùi, vợ mình nói quá hợp lý rồi, thôi chịu vợ. Thì y uống xong lọ thuốc còn lại, phần thuốc còn lại đó, thì bà ngủ một giấc và thức dậy thì bà đi đứng bình thường. Hai vợ chồng đến bệnh viện Nhà Thương Chợ Quán Sài Gòn và trở thành tín đồ Đức Thầy. Chúng ta thấy đây là một điều kiện hết sức ly kỳ trong cái đoạn đó đồng đồng. Và đồng thời, cảm ơn quý vị. Và đồng thời khi trở thành tín đồ Đức Thầy thì lúc bây giờ Đức Thầy rảnh rồi. Lúc này Đức Thầy mới sáng tác ở quyển giảng thứ 5 ở tại Nhà Thương Chợ Quán Sài Gòn năm Tân Tỵ. Đức Thầy mới sáng tác thêm 20 bài, trong đó có 2 bài thi. Bài thi gửi về cho bổn đạo Thầy dạy là dầu cho xây chuyển đất trời, lòng ta chí dốc độ đời mà thôi, cõi lành mong đặng đâm chồi, chặt gìn Phật đạo đền bồi ơn xưa, đừng thù kẻ nghịch thêm thừa, mở lòng hà hải lọc lừa đàn ngay, thế gian hiếm kẻ thánh tài, ra đời phải chịu ít ngày gian nan, cổ kim nghiệm suy nghiệm biết đừng than, để cho trời Phật lo toan việc này. Đây là bài thơ Đức Thầy gửi về cho bổn đạo để an ủi bổn đạo. Trong khi đó thì bài thơ thứ 2 Thầy gửi về cho ông Mười, tức là chú Mười Đức Ông đó, ơn nhà tạm gác sau này trả, xin bớt đau lòng bớt nóng trong. Có nghĩa Đức Thầy xác định với ông Mười là cái ơn cúc dục đó, cái ơn mà ơn hoạt nồng đó, ơn vũ mùng hoạt gió đó, thì Đức Thầy nói sau này Thầy trả. Cũng giống như Thầy xác định là đắc đạo rồi cứu bớt tổ tâm, cũng như Phật xuất gia thời trước. Và đặc biệt Đức Thầy mới tiên tri với ông Mười rằng chừng ấy xe tiên thế giáp dài, ráng tu đi ông Mười, ráng tu tầm đạo, ráng tu sau này chúng ta được đằng vắng, tức là văn vu gõ trụ thanh nhàn biết bao. Không phải là chuyện trong phim, chuyện mà chúng ta bàn là chuyện thực tế. Khi đồng đạo có lục thông thì chúng ta đi mây về gió. Ngày xưa Tôn Ngộ Không có thất thập nhị quyền công, sau này chúng ta tu chúng ta còn có nhiều hơn Tôn Ngộ Không nữa. Muốn sao có phép phi đặng cũng như đại thánh bằng tăng đường tăng thoát nạn, thì đồng đạo chúng ta ráng tu mình sẽ đạt được cái đó. Thì đấy là tôi nói thêm các ý thôi. Và từ ở chỗ đó thì lúc bây giờ Nhà Thương Chợ Quán Sài Gòn quý vị thấy trở thành một cái máy đạo tràng thứ 3 đúng không? Máy đạo tràng thứ nhất là tại làng Hòa Hảo trong thời gian trên dưới hơn 10 tháng. Máy đạo tràng thứ hai là ở tại Nhậm Hương Hộ Thạnh 70 ngày. Máy đạo tràng thứ ba là ở Nhà Thương Chợ Quán Sài Gòn, nay là Bệnh viện Nhiệt Đới. Thì ở đây Đức Thầy ở đến 10 tháng 7 ngày. Và lúc bây giờ đồng đạo hình dung đi, nhà cầm quyền Pháp họ thất vọng biết chừng nào đồng đạo. Trời ơi cái gì đó ông này đưa đến đâu thì cũng không lập đạo được hết trơn.
thấy không? Trao cho những người quan trọng để kìm cặp, nhưng mà cuối cùng lính của mình cho tín đồ không có trao. Cho nên lúc bây giờ người Pháp thất vọng. Do đó cho nên lúc bây giờ đến ngày 11 tháng mấy đồng đạo? Tháng 5 năm Tân Tỵ ha. 11 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941. Thì lúc bây giờ họ đưa Đức Thầy vào Bát Katina ha. Vậy thì Bát Katina đây là một cái bát gọi là nhà tù chính trị. Thường là các tù nhân mà đưa vào đây rồi đó, thì xin thưa quý vị là gần như là không có. Rồi thời gian nhanh dữ đồng đạo, tôi quên xe đồng hồ, nhìn nó giờ 11 giờ giật mình cho. Chắc là lo say mê cái chuyện thời gian nhanh quá. Thì đồng đạo thông cảm nha. Thì khi Đức Thầy đưa vào Bát Katina thì họ mượn cái đòn roi tra tấn của nhà tù chính trị, họ muốn sát hại Đức Thầy chúng ta tại đây. Nhưng mà không ngờ ở đây 8 ngày trải qua nhiều cái đòn roi tra tấn, nhưng Đức Thầy không có sao. Theo lời thuật lại của ông Lâm Thơ Cương, tức là người mà theo sát Đức Thầy, thì khi mà Đức Thầy mãn hạn 8 ngày ở đây thì Đức Thầy dầu rằng thân thể bị người Pháp phải nói gọn là tra tấn dã man, nhưng Đức Thầy chúng ta không có sao. Cho nên sau đó thì người họ không dùng được cái đòn roi tra tấn với Đức Thầy. Vì vậy nên đến ngày 19 tháng 5 thì họ đưa Đức Thầy xuống Bạc Liêu. Bạc Liêu thì đồng đạo biết giờ này ở Bạc Liêu là cái vùng gọi là khỉ ho gò gác. Hú hồ chi vào năm Tân Tỵ 1941 thì chúng ta thấy rõ nơi đây là đất rộng thương người. Và đặc biệt họ an trí Đức Thầy ở nhà của ông Ký Giỏi, tức là ông cụ thơ ký của Soái Phủ Nam Kỳ. Nghĩa là người này từng làm thơ ký Soái Phủ Nam Kỳ một thời gian dài. Nếu nói về kinh nghiệm, về chính trị kinh nghiệm thì ông này có thừa, bởi vì thường sống gần gũi với Soái Phủ Nam Kỳ là thơ ký. Cho nên họ nghĩ rằng đưa Đức Thầy đến đây là yên rồi. Nhưng không ngờ khi Đức Thầy đến đây rồi thì từ từ bà ký trở thành tín đồ. Rồi chẳng những bà ký trở thành tín đồ mà đến lúc con gái của ông ký trở thành tín đồ. Chẳng những con gái xong mà luôn cái thằng rể Trần Quang Hạnh trở thành tín đồ. Chẳng những thằng rể mà luôn cả cháu ngoại ông Ký Giỏi là thằng Tân á, cũng trở thành tín đồ luôn. Và cuối cùng thì ông Ký Giỏi trở thành tín đồ Phật giáo và hảo. Dầu rằng khi đưa Đức Thầy đến đây họ sợ đó. Họ đưa ra ba điều kiện. Thứ nhất, không cho Đức Thầy truyền đạo, thấy không? Thứ hai là không cho Đức Thầy trị bệnh. Thứ ba là phải nói gọn là họ buộc Đức Thầy mỗi sáng thứ hai như vậy phải đi trình báo ở bót công an. Cho nên Đức Thầy mới tức cảnh, Đức Thầy mới viết cái bài đi trình báo. Việc chi mà phải đi trình báo mỗi tháng bốn kỳ nhọc cặn ông, đợi máy quyền cơ xây đến mức tính xong nợ thế lại non bồng. Thứ hai tầm tả à, thứ hai bừng sáng mưa tầm tả, lính đứng ngoài đường dục giả ông, kiếp khách trần gian vay lắm nợ để đền trọn nghĩa với non sông. Người cười người nhạo bảo ông điên, ông chẳng dặn ai cũng chẳng phiền, chỉ tiếc trần gian đùa quá vội chưa tường điên tục hay điên tiên. Thì Đức Thầy mới tức cảnh, mới ngâm cái bài đi trình báo. Cho nên chúng ta thấy rõ họ đưa ra ba điều kiện đó để họ khép kín lại, không cho Đức Thầy truyền đạo. Thế mà Đức Thầy chúng ta độ hết để đình công Ký Giỏi. Chẳng những độ hết để đình công Ký Giỏi mà những vị gần như là những vị bác sĩ giống như bác sĩ Trần Lũy, rồi những vị như hội đồng điều vân vân, thì từ từ được Đức Thầy thu phục trở thành tín đồ Phật giáo hòa hảo. Cho nên lúc này thì người Pháp bó tay, mình tạm gọi là bó tay. Và đồng thời thì họ bắt đầu dở ý định là sẽ đài Đức Thầy chúng ta biệt xứ, tức là đài Đức Thầy chúng ta sang Ai Lào coi như là biệt xứ. Nhưng lúc này Đức Thầy đã phát hiện, và Đức Thầy đã mật truyền với ông chủ cư cùng với vị viên đội trưởng là Kimura của Nhật. Lúc bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta có người Nhật rồi, và tên tài xế Ba Xạ. Thì vào ngày 2 tháng 9 năm 1942, tức là năm Ngũ, thì họ Đức dùng, tức là tài xế Ba Xạ và vị viên đội trưởng Kimura thì dùng xe bốn bánh xuống dưới Bạc Liêu, tức là nước Đức Thầy chúng ta lúc này gọi là Đức Thầy Bôn Đào, trốn với sự truy sát người Pháp. Như vậy thì về cái lý do ban đêm, dầu đằng tài xế rất là giỏi nhưng mà chạy lạc đường hướng về Trung Lương không về, mà đi về hướng Cà Mau. Thì khi đến cái chỗ gọi là chủ quản Tiều Châu đó, lúc đó thì xe nó hư, thì nhờ chủ quản Tiều Châu mới cho mượn xe khác và về tới Trung Lương để đợi trời sáng. Thì người Pháp phát hiện là ông Tư Hòa Hảo đã bỏ trốn, cho nên người Pháp mới dí Đức Thầy lại và không cho đi. Thì lúc giờ có viên đội trưởng Kimura và cùng với quân đội Nhật mới ngăn cản, nói rằng Đức Thầy liên quan đến vụ trùng khánh, cho nên họ phải giữ Đức Thầy.
để khai thác không cho Đức Thầy qua tay người Pháp. Và họ lúc bây giờ mới giữ Đức Thầy về đường La Phe ở sở binh của Nhật trong một thời gian dài. Thì đây cũng là một cái cớ để Đức Thầy tránh cái sự truy đuổi của người Pháp. Thì đến ngày 25 tháng Giêng năm Ất Dậu đó, tức là nhằm ngày mùng 9 tháng 3 năm 1942 chứ, thì lúc bây giờ năm 45 chứ, thì Nhật đảo chánh pháp, Nhật đảo chánh pháp. Thì khi mà Nhật đảo chánh pháp thì lúc bây giờ Đức Thầy chúng ta mới được tự do thông thả về tổ đình. Và sau khi Đức Thầy tự do thông thả về tổ đình, Đức Thầy thăm đồng đạo ở miền Tây, thăm tổ đình. Và lúc ấy Đức Thầy làm ba sự việc lớn. Một là Đức Thầy thỉnh lưu hương từ tổ đình xuống An Hòa Tự tiếp nhận cái giáo sản đầu tiên của đạo. Cho nên đạo chúng ta có chùa An Hòa Tự, nay là trái tim của đạo, đồng đạo. Đây là ngôi chùa làng với sự chủ quản Hương Chủ Bó. Cho nên sau khi Hương Chủ Bó cùng với trong làng hiến ngôi chùa này cho thầy, thì thầy thỉnh lưu hương về đó và tiếp nhận giáo sản đầu tiên. Và việc thứ hai là Đức Thầy thành lập ban trị sự. Trong thời gian ấy, thầy thành lập ban trị sự để củng cố lại cái tổ chức, để phát triển cái đạo về sau này. Cho nên Đức Thầy mới đã tiên tri dự ngôn. Đức Thầy khẳng định trong cái bài lời nói đầu của lời ủy nhiệm của các ban sự chính bộ đó, vì thầy không thể gần gũi trực tiếp giải quyết những biến cố xảy ra hàng ngày trong đạo, nên cho ban trị sự được trọn quyền thay mặt tổ chức sắp xếp cho toàn thể bổn đạo được trật tự an ổn lo làm ăn. Và việc làm thứ ba nữa, Đức Thầy đi mở cuộc phiến nông. Lúc ấy thì ở ngoài miền Bắc nước Việt Nam chúng ta chịu cái trận giặc đói, cho nên Đức Thầy mới mở cuộc phiến nông, gửi một tấm lòng son nhắn nhủ phiên đồng bào hãy đủ cho đông, nắm tay trở lại cánh đồng cần lao nhẫn nại lạc long tủ triền. Cho nên Đức Thầy mở cuộc phiến nông 107 điểm trong vòng 2 tháng. Một mặt là Đức Thầy kêu gọi mọi người trở về nông nghiệp, mặt khác sẵn đó Đức Thầy truyền đạo. Cho nên nếu nói góc độ nào đó thì nông nghiệp, ngành nghề nông nghiệp được phát triển ở miền Nam nước Việt Nam chúng ta thì công lao Đức Thầy không nhỏ. Đức Thầy cũng là một trong các ông tổ để kêu gọi khai mở nông nghiệp đồng đạo. Và đồng thời Đức Thầy ở đây cho đến ngày mùng 6 tháng 8, thì khi đồng minh của Mỹ bỏ cái quả bom nguyên tử đầu tiên đến cái thành phố Nagasaki, rồi ngày mùng 9 tháng 8 bỏ thêm quả bom ở cái thành phố Hiroshima, hai thành phố lớn của Nhật Bản, lúc bây giờ Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện. Và lúc ấy thì Đức Thầy chúng ta, người Pháp mới trở lại thôn tính nước Việt Nam chúng ta lần thứ hai. Và người Pháp mới, Đức Thầy mình với một tinh thần yêu nước, như Đức Thầy từng thổ lộ, yêu nước bao lành, bao đành trơ mắt ngó, thương đời chưa vội ẩn non cao, viết đem tâm sự tâu cùng Phật, có lĩnh từ bi dạy lẽ nào. Hay hoặc là nhìn non sông đượm bé u sầu, lòng yêu nước bắt đầu tim sống dậy, cờ độc lập Bắc Nam Trung phe phải, trước gió chiều hãnh diện với lân bang, bổng phương Âu vô vô số bọn tham tàn, tàu bom súng đem sang non nước Việt, ách nô lệ dân ta đà chán biết, nên quyết lòng nổi dậy chống xâm lăng, chỉ quân tay thề một tiếng rằng thà cam chết là không làm dân bị trị. Trên Đức Thầy chúng ta mới ra miền Đông tham chánh năm 1946. Và Đức Thầy được cất nhất, được phân công một chức vụ quan trọng là ủy viên đặc biệt của Ủy ban Hành chánh Nam Bộ. Đây là một chức vụ rất là quan trọng để kháng Pháp. Đức Thầy chúng ta là một trong những lãnh đạo của hà đoàn quân kháng Pháp để giữ gìn cái sự độc lập bờ cõi. Và đặc biệt thì do một trách nhiệm tạm đây ta mắc lưu hài, vì trên bệ ngọc triệu đài hồi quy không đành tách gót ra đi, nên dùng lời lẽ từ thì bá gia, hay hoặc là Đức Thầy xác định rằng để cho thầy đi dạo Ta Bà đặng dạy kẻ đàng xa chưa rõ. Chính vì lý do đó cho nên vào ngày 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi 1942-1947 thì Đức Thầy chúng ta vắng mặt. Đây cũng là một cái quy điều mà Đức Thầy đã xác định, đây là cái quy lực của ơn trên. Đức Thầy còn có trách nhiệm phải đi dạy đạo các nơi khác. Đức Thầy chỉ ở lại đất nước Việt Nam chúng ta trong cái giai đoạn là 7 năm 10 tháng 7 ngày, Đức Thầy phải ra đi. Và Đức Thầy cũng đã tiên tri trước đó là ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bổn đạo với Thầy lãng sao. Đức Thầy đã dự ngôn rất là nhiều ở trong thi văn của Ngài cũng như các môn chuyện bên Thầy là sau này Đức Thầy sẽ xa vắng bổn đạo một thời gian và Đức Thầy sẽ trở lại. Thì thật sự từ đêm 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi, Đức Thầy đã xa cách chúng ta đến giờ này. Thì đồng đạo theo đó đó, thì đây là Đức Thầy đã có dự báo. Và đặc biệt hôm nay khi mà chúng ta học về bước truân chuyên quá đạo Đức Thầy, thì yếu tố đặt ra ở đây, đồng đạo chúng ta phải có đức tin. Đức tin thứ nhất, Đức Thầy là Phật. Đức tin thứ hai là không có ai hại được Đức Thầy chúng ta cả. Đức tin thứ ba, Đức Thầy chúng ta là một ông Phật yêu nước, giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao liệt. Cho nên Đức Thầy chúng ta làm tròn sứ mạng của Ngài, đến hay đi, đó là sự bình thường của bậc siêu nhân.
trên thế gian này không có một phe phái, đảng phái, không có một sức mạnh nào mà giết hại được thầy chúng ta. Thầy chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đó là cái trách nhiệm của Ngài thôi. Cho nên mình phải tin vấn đề này để gì? Để chúng ta phá vỡ những cái dư luận. Khi người ta có những cái dư luận ta cho rằng thầy mình bị phe phái này ám hại, bị đảng phái kia ám hại, thì đó là hoàn toàn những cái dư luận, phải nói rõ là phi chính thống, những cái dư luận luận điệu để họ chia rẽ thôi. Chứ thật sự Đức Thầy chúng ta sẽ trở về, đồng đạo ráng tu, nhất định một ngày nào đó Đức Thầy trở về. Khi Đức Thầy trở về thì đó là cái ngày cuối cùng, cái ngày mà Thầy dạy tớ Thầy tôi Chúa cùng nhau gặp khắp hết thế gian thoát chúng tù. Khi cái ngày Đức Thầy trở về, chúng ta sẽ được đặng chung cùng bữa tiệc quỳnh tương, chúng ta sẽ được bồ đào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc Chúa hiền tôi trung kính thưa đồng đạo. Thì đó là về cái bước trung tiên quá đạo. Thì đồng đạo ráng cho tôi khoảng 5 phút. Thật sự là bữa nay tính trình bày trước 11 giờ chứ, mà tại sao mà thời gian nhanh quá. 5 phút thôi để chúng ta học thêm cái phần cuối cùng. Đó là danh xưng của đồng đạo, liên quan đến câu hỏi ha. Phần số 4 là danh xưng Phật giáo hòa hảo. Cái ý này trong tài liệu ở cuối trang số 15 có, nhưng mà hơi nhiều. Thì thôi đây chúng tôi chỉ ghi gọn 4 ý thôi. Thì nếu nói danh xưng Phật giáo hòa hảo thì chúng ta phải nhớ ý thứ nhất là chúng ta phải chứng minh Đức Thầy là Phật, bởi vì liên quan đến Phật giáo. Sở dĩ tôn giáo này là đạo Phật, ý thứ nhất ha. Sở dĩ tôn giáo này là đạo Phật, sở dĩ tôn giáo này là Phật giáo đi, tôn giáo này là Phật giáo, vì là vì là gì? Phật giáo hảo là đạo Phật là gì? Đạo Phật giáo hảo là đạo Phật ha. Một vấn đề chúng ta khẳng định là đạo chúng ta đạo Phật là vì đạo Phật giáo hảo là đạo Phật. Chỗ nào để chứng minh đạo Phật thì chúng ta phải có câu giảng chứng minh. Đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo Chí Thích Ca ngày trước ha. Đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo Chí Thích Ca ngày trước, hoặc là làm vô vi chánh đạo mấy màu, đạo Thích Ca nhiều nẻo câu sâu, hay tiền kiếm không mới có. Thì đây là những câu giảng chứng minh ha. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa, hòa hảo. Hòa hảo, hòa là thượng thảo, hòa là thượng thảo, hảo là tốt đẹp. Hòa hảo nó lên sự đoàn kết, không phân biệt chủng tộc cá nhân. Sự đoàn kết, không phân biệt ha. Chủng tộc cá nhân. Mà Đức Thầy dạy, tức là mỗi ý như vậy chúng ta có câu giảng chứng minh. Ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhậu công kia con tiên hé miệng cười. Ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Hoặc là viết một ngọn lửa này một tấc, đem đạo lành ban rãi nơi nơi, mạng trời trong ba tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo cũng được ha. Khắp bốn biển cấp bốn biển liên dây hòa hảo. Ý thứ ba nói gì? Hòa hảo là địa danh. Tôi viết tắt chữ hòa hảo đồng đạo ha. Hòa hảo là địa danh, nữa làm bài đừng viết tắt nha. Ở đây tại cái bảng nó nhiều từ quá. Hòa hảo là địa danh, là miền phát khai nền đại đạo, là miền phát khai nền đại đạo, tức là danh từ đâu đó, phát khai đại đạo. Đức Thầy có dạy hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, hình như trong cái bài tối mùng 1 đêm 29 rồi đó, vì đồng đạo nào có nhớ không, trong bài đó đó, hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, bài nào nhớ không hà tí, bài đêm 29 tối mùng 1 này nè, câu này nè, hòa thôn
Hảo cảnh xứ chi ta, đặng xuất xứ luôn đi cho đồng đạo dễ tìm. Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ái hà, tạo sát quỳnh thanh sanh sắc danh sắc trẻ, chờ thời thiên định thiết cùng ca. Ý thứ tư nó là gì? Đức thầy có lúc không phân biệt chủng tộc cá nhân, đồng đạo thêm đó đừng không phân biệt cũng được nữa, chứ là mình thêm ký nữa. Đức thầy có lúc ký biệt danh, ký biệt danh là hòa hảo. Ký ở đâu? Thì thứ nhất là trong lời nói đầu quyển 6 nè, lời nói đầu của tôn chỉ ha, lời nói đầu của quyển 6 đây chúng ta nói với có chứng minh, hoặc là trong bài hiệu triệu nè, hiệu triệu đến chính nè. Cái thầy cái tên hòa hảo hoặc là hai chữ H đồng đạo, chính hay chánh thì cũng vậy ha. Vì các lý do trên, hai chung cuối cùng chúng ta kết một cái. Vì các lý do trên, bốn lý do đằng nào ha, nên tôn giáo này có danh xưng là Phật giáo hòa hảo. Có danh từ là Phật giáo hòa hảo. Cho nên ví dụ giờ mình học lớp học này xong ở cái môn này, thì người ta hỏi mình tại sao đạo mình lại mang danh từ là Phật giáo hòa hảo, thì chúng ta có cơ sở trả lời ha. Thứ nhất, sở dĩ tôn giáo này là đạo Phật là vì căn chỉ Phật giáo hòa hảo là đạo Phật, tức là sở dĩ tôn giáo này là Phật giáo đó vì căn chỉ Phật giáo hòa hảo là đạo Phật. Mà Đức Thầy dạy là đạo vô vi của Phật Ân Cần, nó chính ca ngày trước. Hòa hảo, chữ hòa là thuận thảo, chữ hảo là tốt đẹp. Hòa hảo lên tinh thần, lên sự đoàn kết, không phân biệt chủng tộc cá nhân. Đồng đạo có thể là diễn thêm một chút cũng được, tức là giữ ý này. Đây là cái dàn bài, chúng ta giữ ý này diễn thêm một ý nữa, một dài thêm một số ngôn từ cũng được ha. Đây là tùy. Mà Đức Thầy dạy là khắp bốn biển nên dây hòa hảo, hoặc là ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Thứ ba là gì? Hòa hảo là địa danh, vừa là miền phát khai nền đại đạo ha. Mà Đức Thầy dạy là hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, hoặc là bổn tánh hòa thôn hảo dĩ đầu đó. Câu giảng chứng minh cũng được, nhưng thôi coi đoạn giảng nó dễ hơn. Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ái hà, tạo sát quỳnh danh thanh sắc trẻ, chờ thời thiên định thiết cùng ca. Và thứ tư là Đức Thầy có lúc ký biệt danh là hòa hảo, cũng như lời nói đầu của quyển 6, bài hiệu triệu, bài đính chính vân vân. Vì các lý do trên nên tôn giáo này có danh từ là Phật giáo hòa hảo. Còn về đại nét danh xưng thì còn về đại nét không chỉ giáo lý đó, thì chúng ta thấy rằng giáo lý chúng ta là học Phật tu nhân, tại gia cư sĩ. Học Phật thì gồm có các cái phương pháp cũng như là tu phước tu huệ, bát chánh đạo, luật nhân quả, hoặc là về tứ khổ, thì những yếu tố đó là học Phật. Còn tu nhân là gì? Tu nhân thì không ngoài tình đạt định trả tứ ân, cũng như là luận về tâm nghiệp. Đấy, thì chúng ta nhớ cái ý đó để chúng ta trình bày ha. Thì cũng đã quá giờ quá nhiều rồi, thì có thể là chúng tôi sẽ tạm ngừng tại đây. Hết sức là kính cảm ơn quý đồng đạo đã dành cái thời gian nhất định để cho chúng tôi trình bày hết cái bài giảng này. Cảm ơn quý vị cũng đã hết sức là nói chung là chăm chú nghe giảng bài. Cuối cùng thì chúng tôi cũng cầu chúc cho học viên chúng ta xuyên suốt kiên trì đến lớp học một tuần 2 ngày thứ bảy chủ nhật, để chúng ta đến cái ngày thi cứu phá đừng có vắng mặt ai. Bởi vì đạo chúng ta thì thường những ngày đầu rất đông, nhưng ngày cuối thì thường nó bị nhót. Do đó đồng đạo tôi mong lớp học này càng ngày càng đông, đừng có càng ngày càng nhót. Và sau cùng học xong lớp học này, chúng ta có một cái bài thi cứu phá đạt kết quả cao nhất lớp. Và kết quả tại đây chỉ là tạm thời, cái quan trọng là về nhà hành đạo, mình sẽ trở thành những ông bà mẫu mực, những đứa con thảo hiền, những người tu trọn vẹn một đời một đạo đến ngày chung thân. Và chúng ta phải thực hiện được như là Đức Thầy dạy, đó là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị học viên thân kính, thì vừa qua chúng ta đã được nghe giáo lý viên trung ương Phan Chí Tâm đã đem cái sự học hiểu kinh nghiệm của chính mình
rất nhiệt tình giảng giải rõ ràng về thân thế sự nghiệp bước chân chuyên quá đạo của Đức Quỳnh Giáo Chủ, nghe Đức Thầy tôn kính của chúng ta, và làm cho chúng ta hiểu biết hơn về Đức Thầy tôn kính, và cũng có đức tin mạnh mẽ là tin Đức Thầy chúng ta là một vị cổ Phật lâm phàm, đem cái đạo màu của Đức Phật Thích Ca giáo hóa chúng sanh. Thì xin thay mặt ban tổ chức, ban giám thị cùng toàn thể quý vị học viên chân thành cảm ơn giáo lý viên, cầu chúc giáo lý viên luôn dồi dào sức khỏe, mãi mãi là sứ giả của Như Lai để khơi nguồn suối pháp của Phật, của Thầy trải tràn khắp mọi nơi trong mọi miền của đất nước. Và để đáp lại cái công ơn này, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn ạ.